Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1702 Tứ Đại Thiên Giới ở Thiên Giới Tu Phục sau, vẫn là nhân tộc phía sau sinh dưỡng chi địa, nhiều năm qua thập phần yên lặng, nhưng tại ngắn ngủi này hơn 10 năm trong, liền phát sinh bực này đại sự, đủ để cho Tứ Đại Thiên Giới lòng người bàn hoàng, lo sợ bất an. Tin tức truyền ra, thậm chí Thiên Giới phía trước một ít đỉnh cấp thế lực, đều liên tục biết được tin tức. Lúc này, tại Đông Thiên Giới một chỗ hư vô chi địa. Ầm. Um, một cái thân hình nguy nga, như núi lớn thân hình, đột nhiên xuất hiện tại Đông Thiên Giới ở ngoài, đi vào vào đây. Hả? Đông Thiên Giới có tôn giả đại chiến. Khác nơi mi tâm, có nhất đạo đáng sợ sơn nhạc hình dạng, sơn nhạc như là hỏa diễm đang thiêu đốt, kinh sợ vũ trụ vạn cổ. Này cũng là một cái tôn giả nhân vật, tại nhận được một ít tin tức sau, cho mày. Là ai? Cư nhiên trước ở chúng ta đại vũ thần sơn trước, tiến vào đông thiên giới, tinh thần cung, vẫn là thiên công tác. Hay hoặc là khác nhận được tin tức, muốn hiểu rõ kiếm trũng trong chuyện khác đỉnh cấp cao thủ. Này một vị nhân tôn cao thủ, đương nhiên đó là đại vũ thần sơn đỉnh cấp cao thủ, quanh thân xoay quanh đáng sợ thần sơn lực. Biết được hai đại tôn giả tại đông thiên giới đại chiến tin tức sau, khác trong lòng lập tức cả kinh, khác nhận được sơn chủ đại nhân tin tức sau, dĩ nhiên là chạy tới đầu tiên đông thiên giới, ai biết vẫn là tới chậm. Bất kể là ai, phải tăng thêm tốc độ, bằng không hết thảy đều muộn. Vù vù. Quanh người hắn hóa thành một vệt sáng, xoát thoáng cái nhập vào đông thiên giới, ngay sau đó biến mất. Cùng lúc đó, tại vũ trụ hư không vô tận trong, khác một ít thiên giới đỉnh cấp thế lực, cũng biết đông thiên giới tin tức. Ngô, đông thiên giới, có tôn giả đại chiến, chẳng lẽ cùng kiếm trũng một chuyện có liên quan? Tứ đại thiên giới, là nhân tộc khôi phục nguyên khí chi địa, chịu chúng ta thiên giới đỉnh cấp thế lực quản khống, không người dám tại trong dương oai, tại sao gần nhất liên tiếp ngoài ý? Lúc trước kiếm trũng chi địa, tinh thần cung nhóm thế lực đến phát sinh cái gì? Từng tôn nhân vật hàng đầu, từ vô tận hôn mê trong thức tỉnh lên truyền cho ta hiệu lệnh sai phái ta tộc cao thủ đi tới đông thiên giới điều tra chân tướng hư không vô tận trong một đôi hai con ngươi màu vàng ống mở ra như núi cao đồ sộ thổ nạp bản nguyên vũ trụ hắn thanh âm ù ù ở trong thiên địa khoái động bản nguyên vũ trụ đều đi theo chìm nổi vâng lão tổ ầm nhất đạo thân ảnh đồ sộ từ vô tận bên trong bay lướt ra nhanh chóng đi tới tứ đại thiên giới ầm um, ầm um, ầm um. cùng lúc đó tại trong vũ trụ mỗi cái nơi bí ẩn cũng là có cường giả tuyệt thế thức tỉnh phát ra hiệu lệnh từng tôn nguy nga hùng dũng thân ảnh theo mỗi cái thế lực đi vào đi tới tứ đại thiên giới hiểu rõ chân tướng của sự tình tần trần tự nhiên không biết mình cùng hy đa la đại chiến đã đưa tới thiên giới toàn bộ đỉnh cấp thế lực chú ý mà là tại hỗn độn độc tôn cùng cửu mệnh yêu tôn dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng chạy tới quảng hàng phủ. Càng không tạo hóa ngọc điệp trong. Tần trần cùng đại hắc miêu phúc chốc xuất hiện ở nơi này. Tiểu tử, ngươi buông, ta là tinh thần cung hy đa la, ngươi nếu như dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta tinh thần cung tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, luyện hồn trăm triệu năm, trọn đời không được siêu sinh. Vạn giới ma thụ trên, khi Đa La bị quấn chặt lại ở chỗ này, thụ đến càng không tạo hóa ngọc điệp cùng vạn giới ma thụ song trọng trấn áp khác, căn bản là không có cách thoát khỏi vạn giới ma thụ trói buộc, trong thân thể, bị vạn giới ma thụ xúc tua xuyên thủng, thống khổ gào thét, trong cơ thể từng đạo lực lượng bản nguyên, liên tục bị vạn giới ma thụ thu nhận, hóa thành vạn giới ma thụ bản nguyên. Trong lòng hắn tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi, giữ tợn nhìn chầm chầm tân trần phía trước đến đông thiên giới trước, khác như thế nào cũng sẽ không tưởng tượng được đến, bản thân đường đường tinh thần cung đỉnh phong nhân tôn, sẽ bị vây ở chỗ này. Còn ngươi nữa, không biết các hạ là yêu tộc cái nào một mạch dưới trướng, cũng dám cùng ta tinh thần cung đối nghịch, chẳng lẽ không sợ làm cho ta nhân tộc tức giận, diệt ngươi nhất tộc sao? Khi Đa La nhìn chầm chầm đại hắc miêu quát ầm lên. Ồn ào đại hắc miêu vô căn cứ lóe lên, xuất hiện tại Hy Đa La trước người, một chưởng vỗ xuống, Hy Đa La trong đầu phút chốc truyền đến đau nhất, tức khắc kinh sợ vạn phần, này đại hắc miêu lại có thể trực tiếp công kích được linh hồn hắn. Bổn hoàng chấp trưởng thiên địa thời điểm, người tinh thần cung cung chủ còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đây. Đại hắc miêu xem thường nói ra, sau đó lặng yên rơi vào Hy Đa La trên thân, khắp nơi cướp đoạt một vẻ. Lách cách, đột nhiên, một cái thủ trạc bị đại hắc miêu tìm được, tay này vòng tay, tản ra từng đạo tinh thần chi quan, nhìn như phi phàm. Đây chính là ngươi không gian trữ vật chứ. Ẩn giấu rất sâu nha, ngô, vẫn là dùng vạn vật mẫu kim dung hợp ngôi sao hạch tâm chế tạo mà thành, không gian vô cùng to lớn, xem ra các ngươi tinh thần cung thứ tốt không ít. Bổn hoàng nhìn một chút có đúng hay không phải tìm cơ hội đi các ngươi tinh thần cung cướp đoạt một chuyến đại hắc miêu rơi trên mặt đất, đồng thời hướng về phía Hidala chợt giơ tay lên, một cổ vô hình lực lượng, trong nháy mắt bao phủ ở Hidala. Ung ung. Hidala trong thân thể 999 quả ngôi sao hạch tâm, trong nháy mắt bị đại hắc miêu nắm mắt đi ra, theo Hidala trong thân thể bay ra, tự nhiên hóa thành 999 quả thủy tinh đạn châu một dạng, xoay quanh tại đại hắc miêu bên cạnh. Hidala Đa La khó có thể tin nhìn Đại Hắc Miêu, Tinh vân phong bạo là hắn hao hết rất nhiều tâm huyết mới ngưng luyện mà thành bảo vật, cùng khắc thân thể bản mạng tương liên, căn bản là không có cách cướp đoạt, nhưng lại tại trước một khắc kia, khi Đa La phát hiện mình cùng 999 khỏa ngôi sao hạch tâm trong linh hồn liên hệ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Đối phương là làm sao làm được? Không có khả năng. Khắc quát ầm lên, mất đi 999 khỏa ngôi sao hạch tâm, cả người hắn trống không, như là bị đánh đi linh hồn. Tinh vân phong bạo, uy lực thì không sai, nhưng đáng tiếc, vẫn là thấp kém một ít. Đại Hắc Miêu lắc lư lấy 999 quả ngôi sao hạch tâm, thuận tay hướng Tần Trần ném một cái. Tần Trần tiểu tử, này tinh vân phong bạo bổn hoàng sẽ đưa cho ngươi, bất quá này trong vòng tay chứa đồ bảo vật nha, trước tiên cần phải để cho bổn hoàng thật tốt cướp đoạt một phen, hy vọng có thể có một ít thu hoạch. Tần trần chợt tiếp nhận này 999 quả ngôi sao hạch tâm, chỉ cảm thấy tầng tầng vô tận áp bách lực truyền đến, thậm chí có chút không khống chế được. Thật nặng. Tần trần hít một hơi lãnh khí. Này 999 quả ngôi sao hạch tâm, chính là do 999 quả chân chính tinh thần chỗ tế luyện mà thành, ngưng kết thành to bằng hạt châu nhỏ, nhưng trong khối lượng lại không có chút nào giảm nhỏ. Như vậy thu hẹp khối lượng, trong trung tâm bộ phận thậm chí đã tạo thành tương tự hắc động một dạng không gian sụp xuống, thông qua loại này không gian sụp xuống ở giữa dẫn lực, mới tạo thành đáng sợ tinh vân phong bạo, tầng trần cái này nửa bước tôn giả đỉnh phong cao thủ khi không có tế luyện dưới tình huống, vô cùng tự nhiên cực lực. Lách cách Len Ken Đại Hắc Miêu ngồi ở một bên, theo trong vòng tay chứa đồ liên tục tìm ra tùng kiện kiện bảo vật, bất quá trong rất nhiều bị Đại Hắc Miêu liếc mắt nhìn, lại thuận tay ném ở một bên, đồng thời không lời nói, đều là chút gì a? À, tất cả đều là chút rác rưởi, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ giả tinh thần cung người chứ? Đây cũng quá nghèo, các ngươi tinh thần cung là dân chạy nạn sao? khi đa la sắc mặt tái nhợt, tái nhợt không thôi, tức đến run. hắn trong vòng tay chứa đồ bảo vật, đều là hắn tại vạn tộc chiến trường sưu tập nhiều năm bảo vật, mà có thể để cho hắn lưu lại, mỗi một cái đều không phải chuyện đùa cư nhiên bị này một hắc miêu nói thành là rác rưởi, trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Bất quá, lúc này hắn đã bất chấp nhiều như vậy, bởi vì, Tần Trần căn bản không có để ý tới đại hắc miêu động tác, mà là trực tiếp đi tới vạn giới ma thụ phía dưới. Vù vù. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, thôi động trong cơ thể lực lượng, cùng vạn giới ma thụ dung hợp vào một chỗ, tức khắc, vạn giới ma thụ tỏa sáng, từng cổ một đáng sợ tôn giả chi lực dung nhập vào trong cơ thể hắn, khi đa la cơ thể tỏa sáng, hắn tôn giả bản nguyên tại đi qua vạn giới ma thụ thu nhận sau, một bộ phận lớn mạnh vạn giới ma thụ sinh trưởng, một phần khác lại chảy vào đến tầng trần trong cơ thể. Úng, ung ung. Tầng trần cơ thể tỏa sáng, ống ánh trong suốt, phát ra ù ù tiếng nổ, tại Hy Đa La nhân tôn đỉnh phong tôn giả chi lực thanh tẩy phía dưới, thương thế dần dần khép lại đồng thời tần trần tại cảm ngộ hy đa la lực lượng lĩnh ngộ tinh thần cung trong lượng lượng thế hệ quy tắc nắm giữ đề thăng thực lực mình trận chiến này để cho tần trần thật sâu minh bạch lúc gặp nguy hiểm sau chỉ có thực lực bản thân mới là kiên cố nhất núi dựa không ngươi đang làm cái gì thả ta mau thả ta khi đa la hoảng sợ quát ầm lên hắn kịch liệt giãy giụa lại chẳng thấm vào đâu trong cơ thể lực lượng bản nguyên, tại vạn giới ma thụ thu nhận xuống điên cùng trôi qua. Tần trần ánh mắt băng lãnh, buông hắn ra. Nếu như không phải là mình kịp thời chạy tới, gia gia cùng quản hàng cung chủ bọn họ đều xong, thậm chí mình cũng kém điểm bị đối phương bắt, như thế nào lại đem hắn thả ra. ầm ầm Tần trần trong cơ thể có tiếng sấm oanh động. Vạn giới ma thụ cũng là lần đầu tiên thu nhận một cái nhân tôn đỉnh phong cao thủ bản nguyên, rất nhiều cành cây biên cuồng lan ra, quần ma loạn vũ một dạng, nhanh chóng sinh trưởng. Vù vù. Cũng không biết qua bao lâu, tầng trần trong cơ thể, có từng đạo đáng sợ quy tắc chi lực sinh ra, là tinh thần quy tắc, hắn mở ra hai mắt, trong ánh mắt có thần hống nổ bắn ra, phản phất muôn nghìn việc hệ trọng một dạng, có vô tận tinh thần đang xoay tròn. Một cổ đáng sợ hắc động khí tức, tại tầng trần trên thân hiện ra tới. Hát động quy tắc. Tần Trần Nỉ Non nói ra, đầu khởi nguyên chi thư trong, tinh thần cùng hắc động văn minh xuất hiện, khiến cho hắn sơ bộ dò xét đến Hy Đa La hắc động lực, trong lúc dở tay nhất chân, có một loại hủy thiên diệt địa vậy lực lượng. Đương nhiên, hôm nay Tần Trần, tại hắc động quy tắc cùng tinh thần chi lực phương diện, vẫn chỉ là nhập môn, cùng Hy Đa La so với, cũng là kém cách xa vạn dặm. Bất quá cái này cũng đã đầy đủ lấy tầng trần thiên phú, chỉ cần tiếp tục tu luyện, tương lai chưa chắc không có khả năng nắm giữ chân chính tinh thần cùng hắc động lực, ngự trị tại Hy Đa La trên. Vạn giới ma thụ trên, Hy Đa La đã hấp hối, cuối cùng, phốc một tiếng, cả người triệt để bạo liệt, tính cả linh hồn, bị vạn giới ma thụ triệt để thôn phệ. Mà tầng trần tại thôn phệ Hy Đa La lực lượng bản nguyên sau, thương thế trên người cũng đã tu phục thất thất bát bát trong cơ thể dũng động vô tận bên mông lực lượng. Ta lực lượng, so với trước, lại tăng lên nữa rất nhiều, khoảng cách tôn giả cũng chỉ có một bước ngắn, chỉ tiếc, này một bước ngắn, chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá. Tần trần nỉ non Hắn có thể cảm nhận được, nguyên bản cưỡng ép đột phá, còn có chút phù phiếm nửa bước tôn giả đỉnh phong cảnh giới, tại hấp thu hy đa la lực lượng bản nguyên sau, lúc này đã không gì sánh được đánh, mơ hồ có một loại phản phát quy chân ý tứ hàm xúc chỉ tiếc khoảng cách đột phá tôn giả nhưng thủy chung kém một chút một cá nhân tôn đỉnh phong cao thủ bản nguyên a tuy là trong tuyệt đại đa số lực lượng đều hóa thành vạn giới ma thụ chất dinh dưỡng nhưng bất kể như thế nào đều đủ để để cho một cái nửa bước tôn giả có thể đột phá mà ở tầng trần trên thân lại chỉ có thể củng cố hắn cảnh giới mà thôi nhìn xanh tươi vạn giới ma thụ Tần Trần trong lòng toát ra ý vui mừng, lần này vạn giới ma thụ tại thôn phệ Hy Đa La bản nguyên sau phản phất rơi vào trạng thái ngủ say một dạng, nhưng Tần Trần biết được, một khi cùng vạn giới ma thụ đem Hy Đa La bản nguyên triệt để thôn phệ, vạn giới ma thụ tất nhiên sẽ có nghịch thiên biến hóa. Sư Tần Trần thân hình thoát một cái, xuất hiện tại càng không tạo hóa ngọc điệp ở ngoài. Ở bên trong lưu lại hai tháng bên ngoài mới qua hai ngày không tới mà thôi. Tần Trần dĩ nhiên tiếp cận vấn hàng thiên thiên vực. Nhìn thấy Tần Trần xuất quan, hỗn độn độc tôn tự nhiên kích động không thôi. Tần Trần tiểu tử, ngươi cuối cùng xuất quan. Đại Hắc Miêu lười biến nằm cửu mệnh yêu tôn khe rảnh trong, cầm một căn hỏa phượng thối ăn, thuận tay đem vòng tay chứa đồ vứt cho Tần Trần. Tần Trần tiếp nhận thủ trạc, thần thức hơi hơi đảo qua, tức khắc âm thầm kinh hãi tay này vòng tay trong bảo vật rất nhiều, cơ hồ không ít cái gì, đặc biệt lại có một cái tôn giả linh mạch, như là cự long một dạng ngang qua tại đây thủ trạc trong, tỏa ra cuồn cuộn khí tức. Trong này có hy đa la rất nhiều bảo vật, gia hỏa này dường như còn cướp sạch diệu diệt phủ, đồ bên trong ta cũng không có cầm bao nhiêu, dư đều cho ngươi, còn có một cái tôn giả linh mạch, đến thời điểm có thể lưu tại quảng hàng phủ, có cái này tôn giả linh mạch, đủ để cho triệu linh sang những thứ kia chúng cô gái nhỏ đột phá đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Đại Hắc Miêu từ tốn nói. Đa tạ Hắc Miêu tiền bối. Tần Trần kích động nói. Hắn biết cái này tôn giả thánh mạch là Đại Hắc Miêu cố ý để lại cho mình. Sau một lát, Tần Trần một nhóm lần thứ hai trở lại quảng hàng phủ. Quảng hàng phủ trong, cơ vô tuyết đám người sớm đã bố trí xong cỡ lớn lập tức truyền tống trận, cảm thụ được có khí tức đến đang chuẩn bị khởi động truyền tống trận có thể nhìn người tới sau tức khắc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên tần trần trần thiếu trần một đám người tất cả đều kích động lao tới u thiên tuyết cơ như nguyệt kích động nhào vào tần trần trong lòng triệu linh sang cùng tử huân cũng đều nhẫn nại không được ào ào ôm lấy tần trần quý tư thanh cùng ngao thanh lăng tần đình đình lệ vãn tuyết cũng là kích động đi lên trước siết chặt hai tay thần sắc kích động thêm kết thúc các nàng đã muốn xông tới nhưng lại sợ quá mức đường đột tình tuyết tư lam cùng tình tuyết tư vân cũng đều cắn môi đôi mắt chớp động cái này hoa tâm đại la mộ dung băng vân tức đến buồn bực không thôi tầng trần chung quanh khắp nơi đều thấy oanh oanh yến yến nàng liền dựa vào đều dựa vào không gần hừ khi bản thân yêu thích sao Quảng hàng cung chủ Thanh Khâu Tử Y cũng thần sắc kích động, có loại muốn ôm chặt Tần Trần khóc trống kích động. Uy uy uy, ta nói, giống như bổn hoàng đẹp trai như vậy miêu ở trước mặt các ngươi, các ngươi đều coi thường sao? Đại Hắc Miêu không lời nói. Miêu hoàng tiền bối. Hắc nô đám người kích động đi tới trước. Mọi người thấy Tần Trần bình yên vô sự quay về, dĩ nhiên là kích động vạn phần, ào ào thăm dò phía sau phát sinh cái gì. Khi biết được Đa La đã sau khi ngã xuống, cơ vô tuyết bọn người toát ra khó có thể tin thần sắc, bất quá, bọn họ khi nhìn đến Đại Hắc Miêu bên cạnh Cửu Mệnh Yêu Tôn, đồng thời biết được nàng dĩ nhiên là một cá nhân Tôn đỉnh phong Yêu Tôn sao, đều liên tục bừng tỉnh. Dễ nhận thấy dưới cái nhìn của bọn họ, tất nhiên là Đại Hắc Miêu kịp thời chạy tới, tính cả Cửu Mệnh Yêu Tôn cùng nhau cứu Tần Trần. Tần Trần vì sợ mọi người lo lắng, nhưng cũng không có giải thích nhiều lắm cửu vĩ miêu tộc. Khi biết được cửu mệnh yêu tôn thân phận sau, trong đám người, nhất đạo tiếng kinh hô vang lên, thanh khâu tử y mặt khiếp sợ nói ra. Hả? Lúc này, cửu mệnh yêu tôn cũng quay đầu, thấy thanh khâu tử y, hai con ngươi màu vàng ống dựng thẳng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cửu vĩ tiên hồ nhất mạch. Cửu mệnh yêu tôn cũng là khiếp sợ nói ra. Vãn bối đúng là cửu vĩ tiên hồ nhất tộc, Thanh Khâu Thị, Thanh Khâu Tử Y, xin ra mắt tiền bối. Thanh Khâu Tử Y cung kính nói ra. Trên thực tế, các nàng hồ tộc cùng miêu tộc, coi như là họ hàng gần, tại viễn cổ thời điểm, quan hệ không tệ, chỉ tiếp những năm gần đây, yêu tộc tàn phá, rất nhiều cao nhất chủng tộc ngã xuống, đặc biệt ma tộc xâm lấn vạn giới trước, từng suối dục yêu tộc cũng nhân tộc đại chiến, cuối cùng đưa tới yêu tộc tổn thất nặng nề. Hôm nay yêu tộc, cũng không biết là tình huống gì. Tiền Bối. Cửu Mệnh yêu tôn mỉm cười, về mặt cảnh giới, nàng thật là thanh khâu tử y tiền bối, nhưng mà ở địa vị ở trên nàng cửu vĩ miêu tộc nhất mạch cùng cửu vĩ tiên hồ nhất mạch thật không kém nhiều. Không ngờ thiên hạ này còn có thanh khâu thị cửu vĩ tiên hồ nhất mạch truyền thừa xuống. Cửu Mệnh yêu tôn cảm thán nói. Không biết tiền bối thế nào nói ra lời này chẳng lẽ ta cửu vĩ tiên hồ nhất mạch thanh khâu tử y sắc mặt trắng nhật nàng theo hữu tô tiểu tiểu trong miệng cũng biết một ít cửu vĩ tiên hồ nhất mạch tình huống biết được cửu vĩ tiên hồ nhất tộc tình huống khó coi nhưng hữu tô tiểu tiểu cũng là nhiều năm trước cũng đã ngủ say đối hôm nay cửu vĩ tiên hồ nhất mạch cũng không hiểu người cửu vĩ tiên hồ nhất mạch hôm nay tại yêu tộc đã biến mất suy tàn hiện nay yêu tộc cơ hồ nhìn không thấy cửu vĩ tiên hồ nhất tộc mà bởi vì các ngươi cửu vĩ tiên hồ nhất tộc biến mất, hôm nay hồ tộc cũng cũng không dễ vượt qua. Cửu mệnh yêu tôn thở dài. Chuyện này, mặc dù đã sớm biết được tình huống, nhưng nghe nói cái này, thanh khâu tử y vẫn là trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá, ta miêu tộc thật cũng không khá hơn chút nào, ngược lại kim lân đại nhân nhất mạch cuộc khởi, khiến cho ta yêu tộc tại trong vạn tộc lại lần nữa đứng vững gót chân. Kim Lân Đại Nhân. Thanh Khâu Tử Y nghi hoặc. Đúng, ngươi hẳn chưa nghe nói qua hắn. Kim Lân Đại Nhân là theo hạ vị diện phi thăng lên đến. Thật cùng các ngươi nhân tộc cũng có không nhỏ nguồn gốc. Cửu mệnh yêu tôn nói ra, trong ánh mắt có kính nể. Giải thích thế nào? Mọi người thấy qua đến. Cứu cửu mệnh yêu tôn cười nói, thật kim lân đại nhân, đến từ các ngươi nhân tộc tiêu diêu chí tôn cùng một cái vị diện, là một cái tên là thiên huyền đại lục vị diện, đã từng là tiêu diêu chí tôn tiền bối tùy tùng, hắn theo tiêu diêu chí tôn đại nhân chinh chiến thiên giới, hôm nay đã ta yêu tộc đỉnh cấp đại năng, có mặt đại quyền phát biểu. Khí Mọi người sau khi nghe nói, đều liên tục khiếp sợ, tiêu diêu chí tôn tiền bối một cái tùy tùng, dĩ nhiên cũng có thể trở thành là yêu tộc một cái đỉnh cấp đại năng, đây cũng là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Tần Trần đối này tu phục thiên giới tiêu diêu chí tôn, Bộc Phát Hiếu Kỳ. Người này cũng giống như mình, đều là theo hạ vị diện phi thăng tới, có thể trở thành thiên giới số một nhân vật, có này có thể thấy được thực lực phi phàm. Liền Tần Trần cũng chờ mong mình có thể cùng người này gặp nhau một ngày. Hừ, cái gì Kim Lân đại nhân, một cái hạ giới phi thăng lên đến gia hỏa mà thôi, bất quá là chiếm theo đối với người, được đến một ít cơ duyên. Nhớ năm đó miêu Gia ta ngạo khiếu vũ trụ thời điểm, Kim Lân còn không biết ở đâu bú sữa mẹ đây. Đại Hắc miêu khó chịu nói ra, nhìn chầm chầm cửu mệnh yêu tôn, ở trước mặt mình khen một cái khác yêu, quá phận a Vâng, Kim Lân tiền bối lại như thế nào lợi hại, tự nhiên không thể cùng chủ nhân so sánh. Cửu mệnh yêu tôn mị hoặc cười một tiếng, tràn ngập nghi hoặc khí tức. Này còn tạm được. Đại Hắc miêu hừ lạnh một tiếng ta đi, này mèo chết, thế mà lại còn ghen. Tần trần trợn to trong mắt. Được, chúng ta hay là trước đi vào, lại giao lưu đi. Trải qua Hy Đa La Oanh Kích, toàn bộ quảng hàng phủ một mảnh hỗn độn, tuy là quảng hàng phủ nguy cơ còn chưa có giải trừ, nhưng có đại hắc miêu tại, mọi người tự nhiên có một ít an lòng. Thiếu gia Tiến vào quảng hàng cung thời điểm, thanh khâu tử y lặng yên đi tới tần trần bên cạnh, đỏ thẩm đôi môi dáng tầng trần lỗ tai, thở khẽ mùi thơm nói, cửu vĩ miêu tộc cùng chúng ta cửu vĩ tiên hồ nhất tộc đồng dạng, là yêu tộc trong hoàng tộc, thực lực không giống bình thường, tinh đồng cửu vĩ miêu tộc nhất mạch có chính cái tính mệnh, một đuôi liền đại biểu một mạng, có cửu mệnh tiền bối tại. Mặc dù là lại hy đa la bực này cao thủ đến đây, vậy cũng có thể hoàn chuyển một tí. Thanh khâu tử y tuế lên nhiệt khí tại tầng trần bên tai, nở nang thân thể dán chặt tần trần, mềm yếu cảm giác để cho rất nhiều người nhìn đỏ mắt. Hừ, quả nhiên là hồ tộc, hồ ly tinh. Mộ dung băng vân thấy như vậy một màn, trong lòng hừ nói. Quảng hàng cung trong, banh oanh yến yến, rất nhiều nữ tử như là hồ điệp một dạng tung bay, quý tư thanh xem như quảng hàng cung đại sư tỷ, tự nhiên cũng mang theo ô linh cùng quảng hàng cung rất nhiều đệ tử, chiêu đãi cơ vô tuyết đám người. Trần Đế các một ít nhân vật trọng yếu ngồi vây chung một chỗ, thương nghị kế tiếp tính toán. Trải qua phen này sau đại chiến, Tần Trần cũng thật sâu minh bạch, Trần Đế các muốn tại tứ đại thiên giới phát triển, muốn nhất định có thực lực tuyệt đối, bằng không, chính là lục bình không rễ. Bởi vì hôm nay Trần Đế các cùng vạn tộc tông thật đều đã phát triển, vô luận là nam thiên giới vẫn là đông thiên giới, đều đã không có thế lực là Trần Đế các cùng vạn tộc tông đối thủ chỉ khi nào như tinh thần cung bực này thiên giới đỉnh cấp thế lực động thủ, trần đế các liền hoàn toàn không có sức chống cự. Trừ phi, mình cũng có như thế một cái hậu trường. Chẳng lẽ nói, ta muốn đi một chuyến thiên công tác. Thiên giới đỉnh cấp thế lực trong, tần trần ít nhận thức cái gì thế lực, nhưng là thiên công tác đệ tử, mà thiên công tác thiên tôn tại kiếm trũng chi địa, nhưng cũng triển lộ ra tuyệt đối thiện ý, để cho tần trần đối thiên công tác rất có một ít hảo cảm. Nếu như có thể lấy được phải thiên công tác ủng hộ, có lẽ, có thể để cho trần đế các nhiều một phần bảo đảm. Chỉ là, lúc trước theo cổ thánh tháp khí linh trong miệng, tần trần cũng biết hôm nay thiên công tác bực này đỉnh cấp thế lực trong, cũng vô cùng có khả năng có ma tộc gian tế, tìm kiếm thiên công tác giúp đỡ, có khả năng sẽ là bảo hộ lột gia. Còn tốt, tạm thời có cửu mệnh yêu tôn cùng đại hắc miêu ở đây, tần trần cũng không hiểu có một tí an lòng. Đương nhiên, tối trọng yếu, vẫn là cố gắng đột phá tôn giả cảnh giới, tuy là tần trần trên thân đã có một cái tôn giả thánh mạch, nhưng tần trần rất rõ ràng, đơn độc dựa vào tôn giả thánh mạch là không có khả năng bước vào tôn giả cảnh giới, tôn giả cảnh giới, tối trọng yếu là đúng thiên giới đại đạo lý giải sau siêu việt, tuyệt không phải không vừa. Bởi vậy, Tần Trần nhất định phải nhanh đi tới vạn tộc chiến trường. Bất quá trước lúc này, Tần Trần cũng cần đề thăng Trần Đế các mọi người thực lực. Tần Trần bọn họ thương nghị một ít có liên quan Trần Đế các kế tiếp phát triển cùng vạn tộc tông sự tình sau. Tần Trần lúc này xuất ra một cái tôn giả thánh mạch, đánh vào đến quảng hàng cung chỗ sâu giao trì thánh địa chỗ. Ung ung. Đáng sợ tôn giả thánh mạch dũng động, giao trì thánh địa trong nháy mắt bạo động lên, mạnh liệt tôn giả khí tức, để cho mỗi người đều rung động. Lúc đầu Tần Bá Thiên đám người là kiên quyết không đồng ý Tần Trần đem tôn giả thánh mạch lấy ra cung cấp cho bọn hắn tu luyện, bởi vì hiện tại tối trọng yếu là để cho Tần Trần đột phá đến tôn giả cảnh giới. Nhưng Tần Trần lại biết, tôn giả cảnh giới tuyệt không phải dễ dàng như vậy đột phá, ngược lại phía sau đại doanh ổn định sau, mình mới có thể an tâm đi tới vạn tộc chiến trường. Ầm uhm, đáng sợ tôn giả khí tức, lúc này tại cả tòa quản hàng cung tràn ngập ra. Hắc nô đám người khiếp sợ vạn phần, này tôn giả khí tức thật đáng sợ, một chút khí tức để bên trong cơ thể của bọn họ thánh nguyên sôi trào, có loại sắp không kiên trì được nữa kích động. Trên thực tế, lấy hắc nô thực lực bọn hắn, mặc dù là toàn lực thu nhận tôn giả thánh mạch, cũng căn bản thu nhận không được bao nhiêu lực lượng, khả năng một phần vạn lực lượng cũng đủ để cho quản hàng cung chủ các nàng được đến lột xác, trong mấu chốt nhất vẫn là tần trần cùng u thiên tuyết các nàng. ầm ầm Tôn giả thánh mạch bị đánh vào giao trì thánh địa chỗ sâu, toàn bộ quản hàng cung đều mù mịt tại vô tận tôn giả chi khí trong, như vậy lực lượng, căn bản không cần quá nhiều thu nhận, thì có khả năng để cho mỗi người được đến tăng lên kinh người. Mà giao trì thánh địa, cũng là trong nồng nặc nhất địa phương. Như tuyết, đi, Chúng ta cùng nhau tiến vào này giao trì thánh địa trong, người tu vi, khoảng cách tôn giả chỉ có một bước ngắn, nói không chừng có thể mượn này đột phá tôn giả cũng không nhất định. Tần Trần mang theo U Thiên Tuyết, cơ như nguyệt đám người mời. Giao trì thánh địa là quảng hàng cung cấm địa, chỉ có nữ tử mới có thể đi vào, thậm chí ô linh như vậy đệ tử, cũng không có tư cách, thường thường chỉ có úy tư thanh bực này quảng hàng cung người thừa kế. Hoặc giả quản hàng cung chủ bản thân mới có thể đi vào, tuy là hôm nay quản hàng cung đã trần đế cát, nhưng quy củ này như trước. Cơ Vô Tuyết tự nhiên trước tiên biết được cái này, tức khắc cười lắc đầu nói, "Tần Trần, này giao trì thánh địa ta liền không vào đi, đối tôn giả cảnh giới, ta hiểu thậm chí tại ngươi trên, chỉ dựa vào tôn giả thánh mạch, là căn bản là không có cách đột phá, nếu không ta cũng sớm đã đột phá, dù sao ta cơ gia trong tôn giả thánh mạch vẫn có một ít. Sở dĩ, này giao trì thánh địa vẫn là lưu cho hắn chưa bị tôn giả thánh mạch thanh tẩy qua người đi, ta ở bên ngoài quảng hàng cung trong tu luyện là được. Cơ vô tuyết cười nói. Hắn đối tôn giả thánh mạch, xác định không có quá nhiều niệm tưởng. Cơ vô tuyết không muốn tiến vào, phó càng không đám người tự nhiên cũng sẽ không tiến vào. Lấy bọn họ tu vi, ở bên ngoài thu nhận thiếu chút nữa gánh không được, nếu muốn tiến vào giao trì thánh địa, tất nhiên bảo thể mà chết. Tần Trần tiểu tử, cũng là ngươi cùng Thiên Tuyết, Như Nguyệt các nàng vào đi thôi, người khác ở bên ngoài là được, ta và Cửu Mệnh sẽ thay các ngươi bên ngoài thủ hộ, các ngươi chỉ cần an tâm đột phá là được." Đại Hắc Miêu nói ra. "Thôi được." Cuối cùng, Tần Trần gật đầu, mang theo U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt các nàng, trước tiên hướng đi giao trì thánh địa trong. Bởi vì tiến vào giao trì thánh địa, nhất định phải cởi ra quần áo, Tần Trần cũng chỉ có thể cùng U Thiên Tuyết cùng cơ như Nguyệt các nàng đi tuốt ở đàn trước. Cô cô, ngươi trở về đi theo cung chủ cùng nhau vào đây là được. Trước khi rời đi, cơ như Nguyệt còn lôi kéo cơ hồng Trần tay nói ra, năm đó ở Bắc Thiên Vực, cơ hồng Trần là chấp pháp điện điện chủ, hôm nay, cũng đi theo đến thiên giới, biểu hiện ra kinh thế thiên phú, thậm chí đã là một cái sơ kỳ thánh chủ. Lúc đầu, cơ hồng Trần Thiên Phú liền cực cao, nếu không cũng sẽ không trở thành cơ gia đời thứ hai trong đệ nhất nhân. Từng Cơ hồng Trần gật đầu, sắc mặt hơi hơi đỏ bừng, bởi vì tiến vào giao trì thánh địa trong muốn cởi ra quần áo, tuy là các nàng cùng Tần Trần sẽ có tương đối dài khoảng cách, căn bản không khả năng bị dò xét đến, nhưng vẫn là có một loại không hiểu ngượng ngùng. Bất quá thiên giới người mạnh là vua, lần này đại chiến, cũng để cho các nàng nhận rõ thực tế, thiên giới tàn khốc, thậm chí so thiên vũ đại lục càng đáng sợ hơn, muốn sống sót xuống tới, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Đã thông báo sau, Tần Trần lúc này mang theo U Thiên Tuyết cùng cơ như Nguyệt, tiến vào giao trì thánh địa trong. Tử Huân, Linh Sang, các ngươi cũng đuổi theo. U Thiên Tuyết thấy phía sau không ai động, vội vàng kéo Triệu Linh sang cùng tử huân công chúa. Hai người trên mặt tức khắc đỏ bừng không thôi. Sợ cái gì, ban đầu ở huyết linh trì trong, lúc đó chẳng phải cởi ra quần áo, tầng trần gia hỏa này, còn chui vào chúng ta nữ sinh huyết linh trì bên này, lúc trước nếu như không phải Linh sang ngươi bảo vệ nàng, gia hỏa này sớm đã bị ta nhất kiếm đánh chết, nào có hôm nay. U Thiên Tuyết Ngâm Nga nói, nếu là hắn dám đối với các ngươi làm loạn, ta đánh chết hắn. Phốc suy. Triệu Linh Sang cùng tử huân đều cười, cũng đều nhớ tới năm đó ở ngũ quốc chi địa huyết linh trì trong, tần trần chạy đến nữ sinh huyết linh trì trong, kết quả đắc tội u thiên tuyết, bị một đường truy sát, cuối cùng chỉ có thể trốn ở nàng ao nước bên dưới. Hồi ức lúc trước một màn kia, Triệu Linh Sang tức khắc khí sắc ửng đỏ. Hai người tiến vào giao trì thánh địa, cũng cởi ra quần áo, đi vào trong ao nước giao trì thánh địa trong, tiên khí mù mịt, sương mù sương mù, che đậy thần thức, để cho người ta phân biệt không rõ bốn phía. Tần trần đi ở phía trước, mà U Thiên Tuyết các nàng theo ở phía sau, Triệu Linh Sang đám người cảm giác được ở đây bị vô tận sương mù bao phủ, thần thức không cách nào phân biệt, không khỏi thở phào, có thể trong nội tâm lại không hiểu có vẻ mong đợi cùng lo lắng không yên, dường như muốn phát sinh cái gì. Tịch mịch không gian trong, mang theo mảnh liệt ám mùi ý. Tần Trần đi lại ở trong này, liên tục đi sâu. Nhớ được ban đầu ở này giao trì thánh địa trong, hắn vì tìm kiếm U Thiên Tuyết cùng cơ Như Nguyệt tin tức, lần đầu tiên tới ở đây, lại ngoài ý muốn đem mộ dung băng vân nhận sai thành Như Nguyệt, còn phát sinh một ít bất kham chuyện, bây giờ nghĩ lại, phản phất giống như như mộng. Mà ở Tần Trần mấy người sau khi tiến vào, quản hàng cung chủ trên mặt mấy người nhưng vẫn là lộ ra vẻ do dự, cho các nàng cùng tần trần một cái nam tử cùng tồn tại giao trì thánh địa trong, thẳng thắn gặp nhau, tuy là cơ hồ nhìn không thấy đối phương, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bang bang nhảy loạn. Cung chủ, sợ cái gì, này tần trần còn có thể ăn chúng ta hay sao? Ta xem chúng ta vẫn phải là đi vào, cũng đừng làm cho tiểu tử kia đối thiên tuyết cùng như nguyệt các nàng làm loạn mộ dung băng vân hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu tiến vào giao trì thánh địa trong. Quảng hàng cung chủ không nói gì, tần trần cùng thiên tuyết còn có như nguyệt đều là người yêu, lại có cái gì làm loạn, nói không chắc người ta tình lữ trong là tốt rồi một cái đây. Bất quá nghĩ đến lần này hy đa la xâm lấn, quảng hàng phủ kém điểm hủy diệt, quảng hàng cung chủ đám người đều là cắn răng một cái, vì tăng thực lực lên, đây cũng có cái gì không có ý tứ một đám nữ tử, lúc này khẽ cắn môi, cùng nhau tiến vào giao trì thánh địa trong. Ào ào! Mộ dung băng vân, quảng hàng cung chủ, bí tư thanh, cơ hồng trần, tần đình đình, ngao thanh lăng, lệ vãn tuyết cùng một đám nữ tử, đi theo to gan lớn mật mộ dung băng vân tiến vào giao trì thánh địa trong, tuy là giao trì thánh địa trong phân biệt không ra người khác bộ dáng, nhưng cũng có thể cảm nhận được tiếng nước, cảm giác được bốn phía người khác, không khỏi có một ít ngượng ngùng. Vù vù. Phía trước, Tử Huân công chúa và Triệu Linh sang không tới giao trì thánh địa chỗ sâu sau, cũng đã không kiên trì nổi, bên trong thánh khí quá mức nồng nặc, thế cho nên hai người không cách nào tiếp tục đi tới. Tần Trần chỉ có thể mang theo U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt hai người, đi tới giao trì thánh địa chỗ sâu nhất, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Ầm. Một cổ khí tức đáng sợ theo tầng trần trong cơ thể thả ra ngoài, dẫn động toàn bộ tôn giả thánh mạch, phát ra ù ù tiếng nổ. Giao trì thánh địa trong, vô tận tôn giả khí tức bị dẫn động, tầng trần ngồi xếp bằng, trong cơ thể lực lượng giống như đại dương, trút xuống mà ra. Ung ung. Tôn giả thánh mạch trong đáng sợ tôn giả chi khí, trong nháy mắt bị tầng trần dẫn động, hôm nay tầng trần, chính vị tại tôn giả thánh mạch cốt lõi nhất chỗ, tôn giả thánh mạch nhất bổn nguyên lực lượng, trong nháy mắt liền bao phủ ở tầng trần, điên cuồng dũng mãnh vào đến tầng trần trong thân thể. Một loại tôn giả đại đạo khí tức, tại tầng trần trong đầu anh nhiễu lên. Toàn bộ giao trì thánh địa đều dũng động, này cả một cái tôn giả thánh mạch lực lượng, như là ngôi sao hạch tâm một dạng nổ bể ra đến, cuồn cuộn ra, cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh vào tầng trần đám người trong cơ thể. Hừ! Giao trì thánh địa bên ngoài, Vương Khải Minh đỉnh đầu, nhất đạo đao hình hư ảnh nổi lên, trên người hắn khí tức tại bạo trảm, cả người hóa thành một thanh chiến đao một dạng, chém về phía trời cao, muốn xé rách thiên địa. Di, tiểu tử này. Đại Hắc Miêu thấy Vương Khải Minh, không khỏi con ngươi hít một cái. Chủ nhân, này nhân tộc tiểu tử, ngược lại có một ít thiên phú, ta xem hắn mới sơ kỳ thánh chủ cảnh giới đi, lại trực tiếp diễn hóa bản thân lực lượng, muốn thân dung thiên đạo. Cửu mệnh yêu tôn kinh ngạc nói ra, hai con ngươi màu vàng ống nhìn chầm chầm Vương Khải Minh, thần sắc hơi hơi khiếp sợ. Bình thường bực này nhỏ yếu thánh chủ, cảm thụ được tôn giả thánh mạch, khẳng định trước tiên liền thu nhận tôn giả khí tức, hướng tới cảnh giới cao hơn, nhưng mà Vương Khải Minh nhưng không có làm như thế, hắn không có tận lực đi thu nhận quá nhiều tôn giả chi khí, nóng vội, mà là lợi dụng tôn giả thánh mạch trong tôn giả khí tức cùng quy tắc, tại đống ngộ cái này dường như khó há hắn nha vương khải minh xem như là tần trần mấy cái trong bằng hữu thiên phú dường như nổi bật một trong nếu như cho hắn cơ hội tương lai thành tựu tôn giả đại năng cũng không thành vấn đề đại hắc miêu cười nói vù 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 mà ở vương khải minh bên cạnh cách đó không xa lại là hai đạo quan mang dân lên là lâm thiên cùng trương anh trong trương anh trên thân dũng động hắc sắc thạch hóa khí tức, như là trở thành một cái nham thạch cự nhân một dạng, có đạo đạo quỷ dị áo nghĩa phù văn xoay quanh quanh thân, tạo thành đáng sợ phong bạo, đồng thời, trên người hắn, có một loại đặc biệt khí tức tỏa ra. Bất tử khí tức Cửu mệnh yêu tôn hít một hơi lãnh khí, trương anh trên thân khí tức, lại có chút tương tự bọn họ cửu mệnh miêu yêu nhất tộc chuyển kiếp khí tức, có thể nói không chết. Ồ! Tiểu tử này a, à gọi Trương Anh, có bất tử thạch hóa huyết mạch, cái gọi là huyết mạch, đều là đến từ viễn cổ truyền thừa, miêu gia ta phỏng chừng A, người này tổ tiên tại thời đại viễn cổ có lẽ cùng một cái bất tử tộc đỉnh cấp đại năng có phương diện nào đó xích mít, ở nơi này một đời kích hoạt nguyên thủy huyết mạch, mà trên người hắn thạch hóa huyết mạch, ta hoài nghi cùng ta yêu tộc cũng có một chút liên quan. Đại Hắc Miêu nói, cửu mệnh yêu tôn hít một hơi lãnh khí, bất tử tộc. Đây chính là viễn cổ đỉnh cấp chủng tộc, bộ tộc này lưu xuống huyết mạch tại vạn tộc huyết mạch bản phía trên bài danh hàng đầu. Sau đó, Cửu Mệnh Yêu Tôn ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Thiên, vù vù, Lâm Thiên quanh thân khí tức tử vong oanh nhiễu, đồng thời, có đáng sợ minh hỏa tại quanh thân hắn nở rộ, diễn hóa ra nhất đạo đáng sợ hư ảnh. Đây cũng là Đó là tử vong minh hỏa khí tức, người này gọi Lâm Thiên. Tổ tiên vô cùng có khả năng cùng Minh giới U Minh tộc có quan hệ, thiên phú cũng rất tốt." Đại Hắc Miêu nói. Cửu Mệnh Yêu Tôn không nói gì, U Minh tộc. Đây chính là Minh giới đỉnh cấp chủng tộc, mấy tên này cũng quá biến thái chứ. "Chủ nhân, ngươi xác định bọn họ đều là đến từ hạ giới." So với một ít thiên giới đỉnh cấp chủng tộc thánh tử thánh nữ đều không yếu. Cửu Mệnh Yêu Tôn khó có thể tin nói. "Ha ha?" những thứ kia đỉnh cấp chủng tộc thánh tử thánh nữ tính là gì đại hắc miêu cười nhạo một tiếng bất quá là ỷ vào chủng tộc tài nguyên bẩm sinh khởi đầu dẫn trước tại người khác trên thôi nếu như ngươi biết bọn họ những người này thời gian tu luyện phỏng chừng liền sẽ không như thế nói thời gian tu luyện ta xem một chút cửu mệnh yêu tôn nhìn chằm chằm vương khải minh mấy người tức khắc trên người mấy người sinh mệnh khí tức như ẩn như hiện thật trẻ tuổi, a, à, những người này thời gian tu luyện đều không đủ vạn năm. Cửu Mệnh yêu tôn giật mình, bất quá, nó cũng chỉ có thể nhìn ra nhiều như vậy, đối với nó như vậy không sống biết bao nhiêu năm cường giả mà nói, vạn năm trở xuống đều xem như là trẻ tuổi. Vạn năm. Vạn năm tính là gì? Đại Hắc Miêu dễu cợt nói. Chẳng lẽ chỉ có nghìn năm? Cửu Mệnh yêu tôn giật mình, Đại Hắc Miêu lần nữa lắc đầu, những người này thời gian tu luyện, tính thêm tuế nguyệt gia tốc, hẳn là đều không đủ trăm năm. Cái gì? Chủ nhân, điều đó không có khả năng. Cửu mệnh yêu tôn cả kinh nói, nó cũng là yêu tộc đại năng, kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt những gia hỏa này, tu luyện chưa đủ trăm năm, lại cũng đã là thánh chủ nhân vật, điều này sao có thể? Chủ nhân, ngươi đã nói bọn họ đều đến từ hạ giới, hạ giới làm sao có thể bồi dưỡng được bực thiên tài này coi như là thiên giới một ít đỉnh cấp chủng tộc cũng cực khó bồi dưỡng được bực thiên tài này tới hạ giới đại diện là phàm phu tục tử nghe nói hạ giới một ít vị diện đại lục liền đột phá thánh cảnh đều vô cùng khó khăn phải hao phí suốt đời làm sao có thể như vậy biến thái cái này có gì không có khả năng đại hắc miêu lắc đầu cái gọi là bảo kiếm phong theo ma luyện ra hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh còn có một câu là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi xác định bọn họ đến từ hạ giới tại nhân sinh cơ sở giai đoạn so ra kém thiên giới những thứ kia kiều tử thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực người thừa kế có một ít sinh ra chính là thánh cấp nhưng này thì như thế nào không từng trải qua hóa phàm nhập thánh giai đoạn bọn họ làm sao có thể cảm ngộ đến sinh mệnh chân lý còn nữa nói hôm nay tu phục thiên giới tiêu diêu chí tôn cũng là từ hạ giới phi thăng lên đến không đều trưởng thành đến mức độ này có đôi khi lúc còn trẻ chịu khổ chưa chắc là chuyện xấu thí dụ miêu gia ta ngươi nghĩ rằng ta tới hạ giới là làm cái gì đó là dạo chơi nhân gian trải qua hồng trần ai tính ngươi không hiểu đại hắc miêu lắc đầu nhất nhất bí hiển bộ dáng Cửu Mệnh Yêu Tôn không nói gì, nói vừa nói, chủ nhân lại khen phía trên bản thân, chủ nhân gì đều tốt, chính là quá tự luyến. Ầm. Uhm. Giao Trì Thánh Địa trong, tần Trần thì tại điên cùng tu luyện Tôn giả chi khí, cùng cuộn Tôn giả chi khí, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, khiến cho thân thể hắn nở rộ thần hồng, đang sáng lên một dạng, mặc dù là Giao Trì Thánh Địa sương mù, đều không cách nào che đậy thân hắn thân cuồn cuộn lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, tần trần có thể cảm thụ được, trong thân thể mình lực lượng, dĩ nhiên tại chậm rãi đề thăng. Điều này sao có thể chứ? Mình đã đạt đến nửa bước tôn giả đỉnh phong, lại còn có thể đề thăng, thậm chí, thân thể đều mơ hồ để lộ ra đến chân chính tôn giả khí tức. Nhưng mà tần trần lại biết, bản thân còn không có đột phá. Trong thân thể hắn cuồn cuộn lực lượng liên tục cuồn cuộn, tựa như lúc nào cũng muốn đột phá tôn giả cảnh giới. Nhưng mà Tần Trần lại biết, bản thân tạm thời còn không cách nào đột phá, đây là một loại trong chỗ u minh cảm giác, thập phần thần bí. Đã như vậy, vậy theo địa phương khác tăng thực lực lên. Tần Trần trồng mắt hơi hiếp. Chiến lược đề thăng, không chỉ là tu vi đề thăng, còn có khác phương diện. Như, tôn giả bảo khí, lại như, thần thông. Hôm nay trên người ta, tôn giả bảo khí đều có một ít, khác nói, tử tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô chính là hai kiện cực nghịch thiên đan lô, phân biệt đến từ thiên hỏa tôn giả cùng thiên độc đan tôn. Bất quá, hai kiện bảo vật quá phiền toái, tử tiêu đâu xuất cung là thiên hỏa tôn giả chỗ luyện chế, vạn đạo thanh kim đan lô, lại là thiên độc đan tôn chỗ luyện chế, này hai kiện tôn giả bảo khí trong, đều ẩn chứa chính bọn hắn đạo, ẩn chứa chúng nó đối đan đạo lý giải hôm nay ta, tuy là đã có thể thông thạo thao túng hai món chí bảo này, nhưng hai món chí bảo này lại không phải ta chỗ luyện chế, chung quy không cách nào bày đi ra lực lượng chân chính. Đồng thời, lúc chiến đấu, hai kiện chí bảo thả ra ngoài, bi lực cũng quá phân tán. Tần trần ánh mắt lóe lên, trong đầu rất nhiều ý niệm trong đầu lóe lên, khởi nguyên chi thư ào ào rung động, đồng thời trong thân thể hắn bổ thiên cung truyền thừa, điên cuồng dũng động trừ phi, có thể đem hai món chí bảo này dung hợp vào một chỗ, tự như cùng thanh liên yêu hỏa cùng thiên hỏa một dạng, một khi dung hợp vào một chỗ, nhất định có thể tăng lên rất nhiều hai món chí bảo này lực lượng, mấu chốt nhất là, đó mới là thuộc về ta tầng trần chân chính chí bảo. Nghĩ tới đây, tầng trần trên thân vô tận kiếm khí dũng động, có một loại ý niệm trong đầu thông suốt thẳng cảm giác. Ầm. Tầng trần trong tay, một thanh cuồng cuộn chiến chùa y xuất hiện, đúng là bổ thiên cung truyền thừa chí bảo, bổ thiên trùy. Vật này, có thể sửa trời dưới vạn vật, là chân chính khí đạo thủy tổ. Công Tần trần tế xuất tử tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đang lô, trong thân thể lực lượng cùng trong chỗ u minh tôn giả thánh mạch dung hợp vào một chỗ, đồng thời hư vô hỏa diễm cũng tế luyện ra, huyền phù giữa không trung, tạo thành một mảnh cường đại luyện hỏa đại trận luyện hỏa đại trận trong, tử tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đang lô lẫn nhau huyền phù, tần trần bày thủ quyết, diễn hóa bổ thiên chi thuật, liền thấy tử tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đang lô ầm ầm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên khí thế. Ung ung. Hai cái tiếp xúc địa phương, dĩ nhiên tại chậm rãi dung hợp. Tần trần thôi động hư vô hỏa diễm, hỏa diễm chi quan như là thiên địa thần hồng một dạng, nhanh chóng thiêu đốt hai đại tôn giả bảo khí, ngay sau đó, tần trần trong tay bổ thiên trùy huy động xuống tới, đương đương đương, lần lượt đánh, liền thấy tử tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đang lô dần dần dung hợp, từng đạo đáng sợ hoa quang nở rộ, cường đại tôn giả bảo khí, tại cường thế kết hợp. Quả nhiên, hai đại bảo khí có thể dung hợp. Tần trần ánh mắt nở rộ thần quang, trong tay bổ thiên trùy khoái động bốn phương quy tắc, ù ù giáng xuống. Đương đương đương, hư vô hỏa diễm cũng điên cuồng cháy hai đại tôn giả bảo khí trên phù văn lóe lên hai cái lại thật như dung hợp lại bất quá dần dần này hai đại bảo khí quá trình dung hợp trong cũng bắt đầu xuất hiện trở lực đây chính là hai đại tôn giả bảo khí quy lực vô tận thậm chí tầng trần đều không còn có thể phát huy ra chúng nó thực lực chân chính làm sao có thể đơn giản dung hợp thành công ngưng nhưng mà tầng trần lại thần sắc không thay đổi quát chói tai lên tiếng, trong thân thể, đáng sợ lôi quan dũng động, đồng thời một muộn tinh huyết trực tiếp phun ở hai đại tôn giả bảo khí trên. ầm ầm Tôn giả bảo khí trong rất nhiều phù văn, tại tầng trần lôi đình tinh huyết phía dưới, nhanh chóng hòa tan, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí cũng dũng động, dung nhập vào hai kiện đang lô chí bảo trong. Hai tòa bảo lô hư ảnh dung hợp, có trấn áp vạn cổ, diệt tuyệt vũ trụ hư không ý cảnh nở rộ yên diệt tất cả, ngay sau đó, tầng trần trong đầu, hiện ra rất nhiều hình ảnh. Một cái đội trời đạp đất thân ảnh ngạo nghễ, cả người dũng động thiên hỏa, đang cùng ma tộc chém giết, thiên địa u ám, ma tộc đại năng truy sát này một đạo thân ảnh, vô tận tức giận, sát ý, không cách nào ma diệt, cuối cùng dung nhập vào này một tòa trong lò đan. Là thiên hỏa tôn giả. Thiên hỏa tôn giả đạo, là sông ma tộc, lấy được tai nạn chí tôn bản nguyên tai ách minh hỏa là ở thê lương u ám sát khí rất nặng ma tộc thế giới không vứt bỏ không buông tha không tuyệt vọng là ở đối mặt hắc ám nhất tộc cao thủ trăm triệu năm không chết dưới tình huống cùng vạn linh ma tôn trấn thủ thiên giới thí luyện chi địa đồng thời tính toán truyền thừa bản thân lực lượng tân hỏa tương truyền là nhân tộc đối mặt khó khăn sinh sôi không ngừng chiến đấu tại tối tâm nhất thời khắc đều không bao giờ đầu hàng không bao giờ buông tha ý chí. Không cách nào tưởng tượng, năm đó còn là nửa bước tôn giả thiên hỏa tôn giả, đi sâu ma tộc chi địa, gặp phải vô tận cao thủ ma tộc truy sát, đoạt được tai ách minh hỏa, gặp phải đáng sợ đến bực nào tràn diện. Có thể thiên hỏa tôn giả gắn gượng qua đến, đồng thời, thành công đột phá tôn giả, loại ý chí này, tất cả đều in vào tử tiêu đâu suốt cung trong, trở thành trong một bộ phận, thuộc về thiên hỏa tôn giả có một tinh thần ý chí bên này là thiên hỏa tôn giả tôn giả chi đạo bên kia đồng dạng một cái màu xám cho thân ảnh đứng ngạo nghễ thấy hắn tần trần liền cảm nhận đến vô tận bi thương đây là thiên độc đang tôn thiên độc đang tôn sinh ra từ thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực nhưng là gia tộc con vợ kế từ nhỏ nhận hết khó khăn không được coi trọng hắn tài nguyên vĩnh viễn so với gia tộc đệ tử khác ít bởi vì kiểm trắc qua căn cốt hắn căn cốt quá yếu ngay trong hoàn cảnh như vậy thiên độc đang tôn đi lên mặt khác một con đường luyện dược sư con đường mà ở luyện dược sư về thiên phú hắn mặc dù so sánh lại tuyệt đại đa số không có luyện dược sư thiên phú người mạnh nhưng tại thiên kiêu như mây đại thế lực trong hắn cũng một mực yên lặng không nghe thấy như là không biết tên tồn tại mãi đến hắn gặp phải độc Hắn mới tìm được thuộc về mình thiên địa. Hắn say mê tại độc, suốt đời đều dùng tại độc ở trên thậm chí bản thân dùng có khả năng tìm được toàn bộ độc dược, tìm kiếm độc trong đạo lý, giống như là một cái điên đồng dạng. Bởi vì hắn cùng đánh tàn nhẫn giao tế, thụ đến gia tộc hắn đệ tử bài xích, cho là hắn bại hoại gia tộc danh tiếng, bị gia tộc toàn bộ trưởng lão nhục mạ, cuối cùng trục xuất. Hắn trở thành một khí tử nhưng hắn bộc phát chìm đắm trong độc tố luyện chế trong, như si mê như say sưa, lại bị thế nhân coi là không rõ, phải xử trừ cho thống khoái. Tất cả mọi người muốn đẩy hắn vào chỗ chết, có thể toàn bộ đối với hắn làm loạn người, đều bị hắn từng cái độc sát. Về sau gia tộc hắn, tức giận phía dưới, cũng muốn thanh lý môn hộ. Một ngày kia, gió cao trăng sáng, thiên độc đang tôn đối mặt gia tộc rất nhiều cường giả, hắn cứng rắn thừa nhận gia tộc cường giả 10 chiêu công kích, chưa hoàn thủ, cơ hồ tại chỗ ngã xuống, cả người tiên huyết, sau đó, hắn tóc tai bù xù, đầy người tiên huyết hướng về phía gia tộc vô số người nói, hắn thiên độc đang tôn, từ hôm nay sau, không nữa thua thiệt gia tộc bất kỳ vật gì. Rất nhiều trưởng lão tức giận, cấu thành đại trận, muốn đem luyện giết. Thiên độc đang tôn không lưu tay nữa, thi triển ra bản thân độc thần thông, khoảng chừng thời gian một nén nhang, hủy diệt cả gia tộc, cả nhà không một người sống. Hủy diệt gia tộc của chính mình, hắn trở thành thiên giới bị ngàn tỷ người phỉ nhổ người, nhưng mà thiên độc đang tôn cũng không quan tâm, hắn không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành thiên giới không chính không tà tồn tại, vô số chủng tộc đều quỳ sát tới, cầu hắn luyện dược, cầu hắn giải độc. Hắn trở thành một tôn người gặp người sợ tồn tại. Nhưng lại không có bất kỳ bằng hữu. Hắn chỉ bằng mượn bản thân bản tâm làm việc, tuy là đã cứu vô số người, nhưng bởi vì hắn hỉ nộ vô thường, giết người vô số, cũng bị coi như là ác ma. Có thể là một cái như vậy bị vô số người nhìn thành là ác ma người. Nhưng ở đối mặt ma tộc xâm lấn, thậm chí đến chiêu hàng thời điểm, dứt khoát dứt khoát là nhân tộc tiến hành phản kháng. Một mình hắn độc chiến hồn ma tộc cao thủ xuất lĩnh rất nhiều tôn cảnh cao thủ, lấy bản thân thân thể Phong tỏa cao thủ ma tộc, vì thiên giới cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Đây chính là thiên độc đang tôn đạo. Bất kính thiên địa, nhưng cũng vì thiên địa hiến thân, nhìn như không có giới hạn, lại có nội tâm muốn thủ vững. Ầm ầm. Tần Trần trong thân thể, vô tận tôn giả khí tức dâng lên, hắn chân chân thiết thiết cảm thụ được thiên hỏa tôn giả cùng thiên độc đang tôn đạo, cảm thụ được bọn họ thật sâu ý cảnh minh bạch bọn họ thủ vững tất cả trên thực tế có thể trở thành là tôn giả người nào là người thường muốn ngự trị trên thiên đạo bỏ ra đều tuyệt không phải bình thường trên bầu trời vô tận thiên đạo nổi lên tiếng sấm ù ù thiên địa nổ vang đây là tôn giả chi đạo bên ngoài cửu mệnh yêu tôn trận to hai mắt nhìn giao trì thánh địa trong tuy là nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh tượng nhưng nàng lại có thể cảm nhận được tại đó có người ở tỏa sáng quanh thân đang nở rộ thần hồng có đại đạo nổ vang chẳng lẽ có tôn giả sinh ra không đúng cảnh tượng như thế này cũng không phải là có tôn giả sinh ra bằng không thiên đạo không phải chỉ là như vậy bởi vì tôn giả sinh ra ngự trị thiên đạo sẽ đối với thiên đạo tạo thành tổn thương sẽ đưa tới thiên đạo đáng sợ phản vệ nhưng mà lúc này thiên giới thiên đạo mặc dù tại nổ vang nhưng như là tại vui mừng không xiết loại cảm giác này để cho nàng cũng là khiếp sợ vạn phần biến thái a ở đây gia hỏa mỗi một người đều là yêu nghiệt cửu mệnh yêu tôn đều không còn gì để nói theo lý mà nói nàng là nhân tôn đỉnh phong cao thủ sao lại ngạc nhiên như vậy nhưng vẫn là bị ở đây đã phát sinh tất cả rung động rầm 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 tần trần cảm ngộ hai đại tôn giả cao thủ đạo sau đó đem tử tiêu đâu suốt cung cùng vạn đạo thanh kim đang lô ầm ầm dung hợp vào một chỗ. Ầm ầm. Hai đại chí bảo đều là tôn giả bảo vật, ngưng kết hai đại tôn giả tâm huyết, hôm nay dung hợp vào một chỗ, tức khắc có kinh thiên nổ vang vang, vang vọng, hai cổ đại đạo tại tầng trần lực lượng dưới bắt đầu dung hợp. Bổ thiên trùy liên tục nổ vang, tầng trần thân dung trong, cảm ngộ hai người đạo, đồng thời cũng nở rộ bản thân đạo ta chỗ yêu, chính là ta muốn thủ vững suốt đời. Đây cũng là tầng Trần Đạo, nguyện thiên hạ này, mỗi người như Long, nguyện thiên hạ này, một mảnh tường hòa, dù cho thế gian là địch, cũng muốn chúa tể muôn phương, chỉ vì nhân tộc hòa bình. Ầm ầm. Hai đại đang lô tại tầng Trần lực lượng dưới, dần dần hợp nhất. Liên tục tiến đổ theo tầng Trần bên trong trong thân thể truyền ra ngoài, bất quá mỗi một lần bạo tạc sau đó, tầng trần cơ thể sẽ đồ sộ thoáng cái, ở trong cơ thể hắn tinh thể tế bào, mỗi một vị trong tế bào đều ẩn chứa đáng sợ huyết mạch chi lực, dung nhập vào phía trước trong lò đan, tạo thành nhất đạo thần linh thân ảnh. Bổ thiên trùy cùng lôi quan dũng động, hai đại bảo vật dần dần dung hợp thành một cái bột phát khí phách đan lô, đan lô tận trời, hào quang rực rỡ, có vạn giới thần uy. Hai đại đan lô hợp nhất, tầng trần thực lực lần nữa tăng trưởng, kiềm chế thật lâu lực lượng lần nữa hỏa sơn bạo phát một dạng phun ra. Quay tròn. Tần trần phía trước, một cái đáng sợ đang lô xoay tròn, cho tần trần một loại như cánh tay khu sử cảm giác, đây là thuộc về tần trần bản thân thần lô. Lần này, tần trần đối cái này tôn giả chí bảo trưởng không là chân chính đến đỉnh phong, theo tấn thăng thiên thánh tới nay, đều không ngừng tế luyện hai đại bảo vật, trước trước sau sau không biết bị hắn tế luyện bao lâu, có thể thôi động hai kiện bảo vật thời điểm, y nguyên có một loại ngăn cách, nhưng bây giờ, tần trần lại hoàn toàn không có này một loại ngăn cách. Thực sự là thân khí nhất thể. Đồng thời, tần trần theo càng không tạo hóa ngọc điệp trong, xuất ra rất nhiều đỉnh cấp tài liệu, sau đó lợi dụng bổ thiên chi thuật, đem tế luyện vào trong lò đan. Cuối cùng, này một tòa đan lô, hào quang rực rỡ, dung nhập tần trần cơ thể, huyền phù tại tần trần bản nguyên chỗ tẩm bổ thần phục. Cổ sư tiểu đỉnh, lên xuống trầm luân, như là khổ biển đi thuyền, ma luyện bản thân. Thành công. Tần trần ánh mắt nở rộ thần hồng. Tiếp xuống là vũ khí. Tần trần mắt sáng lên, trong tay phút chốc xuất hiện thần bí kiếm gỉ cùng lục sắc yêu kiếm, vù vù, lục sắc yêu kiếm cùng thần bí kiếm gỉ tỏa sáng, tần trần trên thân dũng động vô tận kiếm ý, rất nhiều kiếm quang lóe lên, lục đạo luân hồi kiếm thể nở rộ thần hồng bổ thiên chi thuật thôi động tức khắc thần bí kiếm gỉ trong nở rộ một cổ đáng sợ lực thôn phệ dĩ nhiên tại chậm rãi thôn phệ lục sắc yêu kiếm ầm ầm yêu kiếm trong có đáng sợ yêu đạo ý chí nở rộ nhưng là lại bị thần bí kiếm gỉ một chút thôn phệ đồng thời thần bí kiếm gỉ phía trên còn dũng động xuất ra đạo đạo nhảy nhót thần sắc mẹ kiếp này thần bí kiếm kỹ phỏng chừng đã sớm nhìn thẳng lục sắc yêu kiếm chứ. Tần Trần không nói gì, nhìn này dáng vẻ, thần bí kiếm kỹ dường như đã sớm kịp chuẩn bị, bất quá, Tần Trần sẽ không để ý, bởi vì lấy lục sắc yêu kiếm lực lượng, hiện tại bộc phát không phát huy ra được thực lực chân chính, ngược lại thần bí kiếm kỹ, còn có tiềm lực có thể đào móc. Bình thường thần binh dung hợp, làm sao có thể dễ dàng như vậy, thậm chí cần một tên tôn giả cấp bậc luyện khí đại sư tiêu hao nhiều năm tâm huyết mới có thể thành công, nhưng mà tần trần bổ thiên cung truyền thừa, tại bổ thiên trùy dưới sự thúc dục, đầy trời trận văn dũng động, hư vô hỏa diễm thiêu đốt, thần bí kiếm gỉ cùng lục sắc yêu kiếm nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Hai cái chậm rãi tan rã, hai bên dung hợp, tuy là đã hoàn toàn dung hợp, nhưng Tần Trần biết hai cái muốn triệt để kết hợp, còn cần tương đối thời gian mới có thể làm được mà ở tầng trần dung hợp bản thân hai đại thần binh sau cũng một lần nữa vận chuyển thiên hồn cấm thuật đề thăng bản thân linh hồn cường độ công giả lột xác linh hồn đồng dạng lột xác lần này hắc ám vương huyết xâm lấn để cho tầng trần linh hồn bị thương lúc này thiên hồn cấm thuật dũng động tầng trần linh hồn tỏa sáng tức khắc xa vào một loại đốn ngộ trong mà ở tầng trần tiến hành lột xác thời điểm giao trì thánh địa trong U Thiên Tuyết đám người cũng là ào ào đột phá. Ung ung. U Thiên Tuyết cùng cơ như nguyệt khoảng cách tầng trần gần nhất, liền ngồi xếp bằng ở tôn giả thánh mạch hạch tâm trên, cùng cuộn tôn giả khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể hai người. Hai người phân biệt vận chuyển cơ gia tiên tổ chi lực cùng thái âm lưu ly chí tôn nữ đế lực, tức khắc vô tận tôn giả khí tức dung nhập trong cơ thể, nửa bước tôn giả khí tức, điên cuồng bay vọt. Một cái hoàn chỉnh tôn giả thánh mạch, Mặc dù là tình tuyết thế gia, hỗn độn độc tôn như vậy cao thủ đều cực khó được đến. Đây là nghịch thiên bảo vật, cũng là hy đa la bực này nhân tôn đỉnh phong cao thủ suốt đời tâm huyết. Hai người hưởng thụ khổng lồ như vậy quán thâu, linh hồn cũng xuất hiện lột xác, liên tục hướng tới nửa bước tôn giả đỉnh phong cảnh giới. Vù vù. Trong hư không, ba người lực lượng linh hồn tiếp xúc phải cùng nhau, đang tu luyện thiên hồn cấm thuật tầng trần linh hồn, lại cùng U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt thần hồn trong nháy mắt đụng vào nhau. Trần Một loại mập mờ tưởng niệm tâm tình tại trong hư không va chạm, phát ra nỉ non âm thanh. Trong lúc mơ hồ, Tần Trần nghe được vi diệu hô hoán bản thân thanh âm. Trong lòng rung lên, Tần Trần trong nháy mắt ý thức được, đây là U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt tinh thần thế giới. Một loại ám muội khí tức, tại ba người trong linh hồn nhanh chóng va chạm như là phát sinh phản ứng hóa học, ngay lập tức biến phải không gì sánh được nóng bỏng cuồng mảnh lên. Trần Ta muốn Khẽ nói nỉ non tiếng, trong nháy mắt truyền vào tầng trần đầu, như là châm lửa sau cùng mồi dẫn hỏa, để cho tầng trần đầu ầm ầm bạo phát. ầm Tầng trần trong đầu, vô tận linh hồn sôi trào, hắn cảm giác được u thiên tuyết hô hoáng. Một loại trước đó chưa từng có nóng bỏng, theo tầng trần trong thân thể hiện ra tới. Trần Nỉ non thanh âm liên tục vang lên, tầng trần nhanh chóng nắm chìm trong tinh thần thế giới trong, hắn nhanh chóng bay vút, linh hồn chi lực dung hợp, từng cổ từng cổ khí tức quen thuộc theo trong vần hào quang truyền tới, đúng là ưu thiên tuyết cùng cơ như nguyệt linh hồn năng lượng. Ba người linh hồn, vào giờ khắc này kết hợp với nhau. Ưm Có thở nhẹ tiếng vang lên, tuy là đây là linh hồn cấp độ trên, nhưng rõ ràng truyền lại đến U Thiên Tuyết cùng cơ Như Nguyệt trên thân hình. Trần. U Thiên Tuyết cùng cơ Như Nguyệt linh hồn hiện lên, đây là hai cái tuyệt mỹ nữ tử, dáng người uyển chuyển, dưới linh hồn trạng thái, bộc phát mỹ lệ, hoàn mỹ như là làm người ta mê muội một dạng, này dung nhan đủ để khiến trời đố kỵ, thiên địa hết thảy đều ở trước mặt nàng mất đi hào quang. Thiên Tuyết. Như Nguyệt. Tần Trần lẩm bẩm nói trong lòng có nồng đậm yêu say đắm. Trần, không ngờ chúng ta linh hồn lại có thể dung hợp vào một chỗ, trước khi Đa La tiến công quản hàng phủ thời điểm, ta cực sợ, sợ đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi, khi đó, ta mới thật sâu biết, tại ta trong thế giới, không thể không có ngươi. Trần, ta không muốn lưu lại nữa bất cứ tiếc núi nào. Thiên tuyết cùng như Nguyệt Trù Rì nói. Ba người linh hồn dung hợp, Tần Trần cảm thụ được vô biên nóng bỏng, trái tim bang bang giật giật, toàn thân đều rất nóng không thôi. Thế nhưng hắn không hiểu. U Thiên Tuyết thấy Tần Trần không rõ vì sao, khí sắc đỏ thẫm, trực tiếp đi lên trước, trắng nõn ấm áp bàn tay chạm đến phía trên Tần Trần cổ, tràn ngập thẹn thùng, trong nháy mắt cuốn lên Tần Trần. ầm. Đây là thần hồn phía trên dung hợp. Một khi thần hồn dung hợp liền mang ý nghĩa hai bên đối với đối phương mở rộng toàn bộ bí mật lại không có một chút giấu giếm thiên tuyết tần trần rốt cuộc minh bạch thiên tuyết tâm ý không khách khí chút nào bắt lại thiên tuyết tay nhỏ bé đầu giống như là muốn nổ tung vậy ánh mắt thâm tình nhìn thiên tuyết như nguyệt ngươi cũng qua đến thiên tuyết hướng về phía cơ như nguyệt nói ra thiên tuyết chúng ta bây giờ là ở giao trì thánh địa linh hồn trạng thái không bằng cùng kết thúc tu luyện, trở lại càng không tạo hóa ngọc điệp trong. Tần Trần vội vàng nói, cái trán toát mồ hôi lạnh. Lúc này hắn não hải giống như là muốn bạo tạc một dạng, nhưng mà, giao trì thánh địa trong còn có quản hàng cung chủ, cơ hồng trần đám người, hôm nay mọi người ào ào xa vào đốn ngộ bế quan, vạn nhất bị bắt đến một cái gì, tần trần tự nhiên cũng là xấu hổ khó xử. ầm ầm sau một khắc, ba người thần hồn linh thể thình lình hóa thành điểm huỳnh quang, tiêu tán trong hư không này, huỳnh quang quấn quanh ở cùng nhau, tuy hai mà một, lẫn nhau đuổi theo. Hai bên đều đi sâu đến đối phương thần hồn chỗ sâu, nhưng hai bên cũng không có đi dò xét đối phương bí mật, mặc dù song phương đều mở rộng tâm. Thần hồn dung hợp trong, ba người thần hồn linh thể tại dung hợp sau đều đang phát sinh đáng mừng mà biến hóa vi diệu ba người như là tiến vào một loại đặc biệt trong trạng thái tu luyện, loại này thần hồn dung hợp, để cho thánh nguyên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tự liền thần hồn cũng có thể như vậy. U Thiên Tuyết cùng cơ như Nguyệt cảm giác được rõ ràng theo tầng trần thần hồn linh thể bên trong truyền tới từng đạo cao thâm bí ẩn năng lượng. Tầng trần trong lòng liên quan tới thiên đạo các loại cảm ngộ, đều ở cùng với chia đôi. U Thiên Tuyết cùng cơ như Nguyệt không dám thờ ơ, mở rộng tâm đem tiếp nhận, in vào sâu trong linh hồn, đồng thời, U Thiên Tuyết chiếm được thái âm lưu ly chí tôn truyền thừa cùng cơ như nguyệt chiếm được cảm ngộ truyền thừa, cũng theo đó nở rộ ra. Này đồng dạng để cho tần trần thần hồn thu được không cạn, tuy là U Thiên Tuyết cùng cơ như nguyệt cảm ngộ với hắn mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lần này dung hòa phía dưới, hắn rõ ràng nhận thấy được bản thân thần hồn đang ở nhanh chóng biến phải kiên cố thần thức năng lượng cũng biến thành càng thêm ngưng luyện. Thải âm bổ dương, đây là một loại thiên đạo hoàng mỹ dung hợp. Giao trì thánh địa trong, ba người thần hồn tại giao tụ lấy, trong cơ thể nửa bước tôn giả khí đồng dạng không tự chủ được bắn ra, dung hợp giao lưu, tại hai bên trên thân chảy xuôi. ầm ầm Phía dưới cơ như nguyệt cùng u thiên tuyết tu vi, tăng lên điên cuồng nhất cử nhảy lên tới nửa bước tôn giả đỉnh phong cảnh giới, từng đợt sóng triều ở nơi này giao trì thánh địa trong ba động, tầng trần cùng thiên tuyết, như nguyệt lẫn nhau ngoạ ngoại, mặc dù là thần hồn phương diện, có thể hai người toàn thân đỏ chói, trên mặt hiển hiện ra mê say thần sắc, toàn bộ vận mệnh trong hai người, phi thường hoàng mỹ, không có một chút tạp chất. Ngay trong lúc đó, hai người cũng cảm giác được bản thân tu vi liên tục tăng lên, trong cơ thể một dòng nước ấm cùng tầng trần khí tức giao hòa vào nhau, diễn sinh ra đến một cổ đồ mới. Hừ, Tần Trần, nguyên lai like ngươi và thiên tuyết sớm đã có qua. Tiến hành quá trình dung hợp trong, cơ như Nguyệt dường như dò xét đến một số bí mật, có một ít đỏ bừng nói ra, trong giọng nói, càng là có vẻ bất mãn cùng ghen ý tứ hàm xúc. Chuyện này, Tần Trần xấu hổ. Thiên tuyết khẽ cười nói, Trần, ngươi còn nói cái gì, thật tốt để cho như Nguyệt thỏa mãn một tí. Hô, Tần Trần cùng như Nguyệt mãnh liệt động tác lấy, tại hư vô cấp độ, liên tục biến ảo các loại tư thế, cơ như Nguyệt tóc dài liên tục phất, ở vào một loại vong tình cảnh giới, trong miệng cơ hồ là tại thét lên, hai mắt mập mờ trong, khí sắc ngày càng hồng hào, trên thân thể phát ra từng đợt khí lưu màu tím, bốc hơi lên, cái này khí lưu màu tím đều ngưng kết thành từng cái phù văn, làm cho nàng bản thân khí tức lại tăng lên nữa đến cực điểm. Ầm ầm. Cơ như nguyệt đột nhiên gào to một tiếng, thân hình rung một cái, trong cơ thể vận chuyển tần suất cư nhiên cùng thiên địa phối hợp lại cùng nhau. Không. Nói đúng ra, thiên địa tần suất theo cơ như nguyệt trong thân thể vận chuyển thánh nguyên tiến hành nhảy lên, đây là vô địch đại thần thông, thiên địa nhất thể cảnh giới. Tức khắc, giao trì thánh địa trong, một loại không gì sánh được ám muội khí tức bao phủ. Ba người linh hồn dung hợp, mỗi một lần linh hồn kết hợp, cũng sẽ làm ba người thần hồn được đến một lần đề thăng. Lần này tu luyện, để cho ba người đều lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Ba người thần hồn kết hợp, hơi thở mãnh liệt, tràn ngập cả tòa giao trì thánh địa, đồng thời, có ám muội thanh âm vang tới, tại giao trì thánh địa trong quanh quẩn. ầm ầm, Hơi thở mãnh liệt phóng lên cao, cao phút tiếng trên nhẹ truyền ra, liên tục dũng động, ở nơi này giao trì thánh địa trên thế giới, rõ ràng truyền lại. Giao trì thánh địa trong, triệu linh sang, tử huân, quảng hàng cung chủ, cơ hồng trần, quý tư thanh các loại nữ tử đang tu luyện. Các nàng quanh thân, từng đạo khí tức đáng sợ bay lên, tại tầng trần trước tu luyện chỗ thả ra ngoài khí tức phía dưới, cùng với tôn giả thánh mạch lực lượng phía dưới, mấy người tu vi đều nhanh chóng đề thăng, tựa như quảng hàng cung chủ, trước nay đã là trung kỳ đỉnh phong cao thủ, hôm nay, lại thêm hợp thân dung thiên đạo ầm ầm dung hợp tại phía thế giới này trong cùng thiên đạo kết hợp thành tựu hậu kỳ thánh chủ mà nàng và thiên đạo dung hợp cũng kích hoạt tầng dĩnh mộ dung băng vân tầng đình đình ngao thanh lăng đám người về mặt cảnh giới cảm ngộ cũng ào ào được đến đột phá đang ở mọi người tất cả đều chìm đắm trong tu luyện thời điểm đột nhiên từng đạo ám muội thanh âm vang vọng các nàng đầu điều này làm cho các nàng không khỏi ngẩn ra Thanh âm gì? Mấy người đều ở vào đối với thiên đạo cảm ngộ trong thần hồn ly thể thông thả tại thiên đạo trong lúc này cảm thụ được này một cổ mãnh liệt trùng kích, ào ào ngoài ý muốn tìm kiếm bốn phía. Bởi vì loại thanh âm này cực kỳ cổ quái, phản phất cực kỳ vui thích, lại phản phất mang theo thống khổ đến từ giao trì thánh địa chỗ sâu, điều này làm cho mấy người không khỏi trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là tần trần bọn họ tu luyện xảy ra vấn đề gì? Cái ý niệm này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng đều sợ hãi. Cần biết, hôm nay Trần Đế Cát, Tần Trần là tuyệt đối hạch tâm, nếu muốn Tần Trần hắn xảy ra chuyện gì, Trần Đế Cát tuyệt đối sẽ không chiến mà sụp đổ. Mặc dù là tại cảm ngộ cùng thiên đạo dung hợp trong, loại thanh âm này cũng rõ ràng truyền vào mấy người trong tai. Không tốt chẳng lẽ tần trần cùng thiên tuyết các nàng lúc thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma có thể tuyệt đối không nên a à. quản hàng cung chủ cả kinh cơ hồng trần mấy người cũng đều khiếp sợ lúc này các nàng đều đốn ngộ trong trắng loãng thân hình khoanh chân trong ao nước tự nhiên không cách nào đi tới vừa mới động liền sẽ tẩu hỏa nhập ma có thể đốn ngộ trong quá trình linh hồn cảm nhận lại rõ ràng nhất mỗi một người đều ào ào tính toán cảm nhận chỗ sâu tầng trần trạng thái tuy nói nam nữ hữu biệt nhưng loại thời điểm này các nàng nhưng cũng quản không được nhiều, dù sao, mạng người quan trọng. Theo thần hồn đi sâu, thanh âm kia lại bộc phát rõ ràng, với lại dường như mang theo một loại cổ quái. Bởi vì, này tiếng động kỳ diệu quá dị, thanh âm cũng không nhỏ, dường như có tầng trần đang ở gào thét gầm thét, cũng có thiên tuyết các nàng tại ô yết nỉ non, chỉ bất quá tầng trần thanh âm niềm vui tràn trề, thiên tuyết cùng như nguyệt thanh âm lại uyển chuyển phượng minh, ô ít trong mang theo vui mừng. Thanh âm truyền vào bên ngoài rất nhiều nữ tử trong tai, cho các nàng đều là sửng sốt. Bất quá rất nhanh, cơ hồng trần cùng quản hàng cung chủ bực này kinh thục nữ tử vân lệ trắng ngoãn cần cổ liền phấn hồng lên, nguyên bản lo nghĩ tần trần linh hồn cũng hơi run rẩy trong ao nước, mấy người thân hình hai mắt hơi hơi mập mờ, thủy doanh dư dưới đất một mảnh, bay ra ngoài thần hồn giống như điện giật dưới đất thu hồi lại, khẽ cắn môi đỏ mọng đâm tại đó, không biết nên làm thế nào cho phải. Mộ dung băng vân cũng là ngốc thoáng cái, chợt dường như nhớ tới cái gì, da mặt thình lình đỏ chói, cắn răng nhẹ mắng một tiếng, hỗn đảng. Tên khốn kiếp này, loại thời điểm này, lại làm cái này, phải chết. Nàng hùng hùng hổ hổ, rất là khó chịu, có thể thần hồn lại tính toán vào trong giò xét, vô cùng tò mò, tại tránh thoát mọi người thời điểm, lặng yên muốn dò xét nhiều hơn tần dĩnh vừa lúc ở mộ dung băng vân bên cạnh chớp mắt to nghiêng tai lắng nghe hơi nhíu lấy đẹp chân mày nghi ngờ nói mộ dung băng vân tần trần bọn họ đang làm cái gì bên trong thanh âm gì ngô mộ dung băng vân bị hỏi trở tay không kịp nhất thời căn bản không biết nên đáp lại như thế nào khái khái không có gì bên trong chắc là đang tu luyện đi chỉ bất quá phương thức tu luyện có một ít đặc thù thuận miệng kéo một câu mộ dung băng vân liền nói không được này để cho nàng nói như thế nào xuống dưới dù sao người khác cũng là hoàng hoa đại khuê nữ đây không giống như ngươi thanh thuần bị ngộ nhận là lão tài xế làm sao bây giờ mà lúc này bí tư thanh mấy người cũng đều liên tục nghi hoặc sư phụ tần trần bọn họ không có sao chứ nàng thần hồn, dù sao so quản hàng cung chủ yếu nhược, đồng thời cũng không qua nhân sự, tự nhiên nghĩ đến cũng không nhiều, nghi hoặc không thôi. Không có gì. Quản hàng cung chủ khí sắc ửng đỏ, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, tần trần hắn không có việc gì. Cái gì gọi là không có gì? Quý tư thanh lo lắng, sư phụ, ngươi nghe tần trần thanh âm, thật là khủng khiếp, có đúng hay không tẩu hỏa nhập ma? Cái này không thể được nhất định phải ra tay giúp hắn a à. loại chuyện này làm sao bây giờ ngươi không hiểu tần trần bọn họ chỉ là đang tu luyện mà thôi chớ suy nghĩ quá nhiều quản hàng cung chủ không nói gì đành phải nói như vậy để cho nàng đi giúp giúp thế nào loại chuyện này là nàng có thể giúp sao với lại nàng thần hồn dám vào đi sao vạn nhất nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ đạc nhiều xấu hổ Quý Tư Thanh lo lắng nhìn quản hàng cung chủ, lại nhìn một chút cơ hồng trần, nhỏ giọng nói, tu luyện sao? Ta cảm giác làm sao như là đang đánh nhau, sư phụ. Các ngươi mặt đỏ cái gì nhỉ? Không có a. À. Quản hàng cung chủ mở to mắt nói mò, chỉ cảm thấy da mặt cũng như giống như lửa thiêu nóng bỏng. Cơ hồng trần cũng khí sắc hồng nhuận không gì sánh được, chìm vào trì thủy trong quyển chuyển thân hình, một trận đỏ thẩm, đây thật là chịu không được. Nàng cũng không dám tưởng tượng bên trong cảnh tượng, bởi vì vừa nghĩ, liền cả người phát nhiệt. Đúng lúc này. Động tĩnh bên trong thình lình lớn hơn nữa mãnh liệt hơn rất nhiều, nam nhân cùng nữ nhân thanh âm trộn lẫn, cùng ùn có khí tức đáng sợ lan tràn ra, đây là tôn giả lực lượng, truyền vào chư nữ trong tai. Cổ lực lượng này, cực kỳ mạnh mẽ, rầm rầm rầm, Nguyên bản mới vừa đột phá đến trung kỳ thánh chủ ý tư thanh đám người, lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, ầm ầm, trong thân thể lực lượng, lần thứ hai kéo lên, cuồn cuộn tôn giả thánh mạch lực, dũng mãnh vào các nàng thân hình. Chỉ là, trong còn kèm theo một ít có ma lực thanh âm, để cho người kìm lòng không được dưới đất hai chân mềm yếu, thân thể mềm mại phím hồng. A. À, quý tư thanh đột nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt lấy làm kinh ngạc vẻ sư phụ, tần trần hắn là không phải. Quảng hàng cung chủ cặp mắt lấp lóe không yên, phương tâm một mảnh loạn ma, khí sắc ửng đỏ. Lúc này trên người nàng khí tức, đã tiếp cận nửa bước tôn giả, có thể nàng lại ngăn che không thần thức mình, chỉ muốn tu luyện, có thể bản thân đồ nhi, lại sống chết muốn muốn biết rõ ràng tình huống bên trong, thực sự là tức chết nàng. Biết rõ ràng thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể vào không thành? hồ đồ sư phụ tần trần có đúng hay không đột phá tôn giả cảnh giới thật là cường đại lực lượng quý tư thanh kinh hô thần sắc kích động Phúc không đợi quản hàng cung chủ nói đây mộ dung băng vân cũng là khẽ cười này quý tư thanh vẫn là quản hàng cung đại sư tỷ đây làm sao gì cũng đều không hiểu được quý sư tỷ ngươi đừng hỏi tần trần gia hỏa này đang làm chuyện xấu đây mộ dung băng vân không lời nói chuyện gì xấu tần dĩnh các nàng ào ào xoay đầu lại khó có thể tin nhìn mộ dung băng vân ngươi là nói tần trần đang khi dễ thiên tuyết cùng như nguyệt không có khả năng tần trần hắn không phải loại người như vậy thương yêu hai người đều không kịp đây làm sao có thể đánh các nàng ta cô nải nải mộ dung băng vân thật là không nói gì cùng một đám cái gì cũng không hiểu nữ nhân ở cùng nhau thật hạ thấp nàng chỉ số thông minh. Nam nhân phương diện kia chuyện xấu, ngươi nếu ta nói nhiều rõ ràng. Có muốn hay không đem tư thế cũng nói cho ngươi biết. Mộ dung băng vân không lời nói, đám ngu si này nữ nhân, cũng quá đơn thuần đi. a à, lúc này, triệu linh sang, tử huân, tần đình đình các nàng coi như không còn, nửa hiểu, cũng tỉnh ngộ lại, thân hình nóng lên, từng cái mặt đỏ gần như sắp chảy ra tiên huyết tới tần dĩnh cũng tỉnh táo lại đến khí sắc ửng đỏ trần đệ gia hỏa này cũng quá không chú trọng nơi có một số việc thì không thể lén lút làm sao ngay sau đó mọi người im lặng không lên tiếng mỗi người đều giống như trong nháy mắt trở thành đầu gỗ một dạng đều không hé răng bầu không khí quá xấu hổ ngươi cho các nàng đám này chưa trải qua người nữ tử còn có thể làm sao giao lưu tại làm rõ tần trần cuối cùng đang làm cái gì sau trong lòng mỗi người đều nhiều cảm xúc hỗn tạp nói không nên lời cảm giác hừ tần trần tiểu tử này quá phận ở loại địa phương này đều làm ra như vậy sự tình đến quả nhiên là sắc ma nhớ được lúc trước hừ mộ dung băng vân lại là cắn răng hừ hừ nói ra thần thức mấy lần muốn lan ra đến bên trong xem thật kỹ một chút bên trong cảnh tượng nhưng lại thẩm thấu không vào được nghĩ đến lúc trước tần trần tại giao trì thánh địa trong đối với nàng làm tất cả càng là tức đến nghiến răng gia hỏa này thế nhưng có tiền khoa ban đầu ở ở đây thiếu chút nữa thì đem nàng cho mạnh quá phận càng làm cho mộ dung băng băng vân buồn bực là lúc trước lấy tần trần thực lực hoàn toàn có thể không để ý tới nàng cảm thụ đối với nàng cưỡng ép thực thi hung ác nhưng ai biết về sau khi nhìn đến nàng khuôn mặt biết được thân phận nàng sau Tự nhiên dừng lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, tức đến nổi nổi điên. Cái này xú nam nhân, chẳng lẽ ta không đẹp không? Này cũng có thể nhịn được, tức chết ta, ta chỗ nào kém. Mộ dung băng vân càng giống như càng khí, không nhịn được nhìn mình trắng noãn tơ lụa da thịt cùng thân hình, rất hoàng mỹ a à, như là ngọc thô chưa mài vũ một dạng, làm cho lòng người sinh liên mẫn che chở, chỉ có tiểu tử kia, không hiểu phong tình, quá phận hừ, có cơ hội, cần phải thiến hắn sao? Mộ dung băng vân đều không còn tâm tình tu luyện, các loại nghĩ vớ vẩn, cực kỳ phẫn nộ. Cũng may, bên trong thanh âm cũng dần dần yếu xuống tới, để cho chư nữ cũng thanh tĩnh không ít. ầm ầm, Toàn bộ quảng hàng phủ, đáng sợ tôn giả thánh mạch khí tức dũng động, mỗi người tu vi đều thần tốc tăng lên, như là mộ dung băng vân đám người, tại tầng trần đáng sợ tôn giả dưới khí tức từng cái lại đều bước vào đến nửa bước tôn giả tình trạng. Có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, tần dĩnh đám người thực lực dù sao quá yếu, mặc dù là có tôn giả thánh mạch, cũng chỉ là theo sơ kỳ thánh chủ cảnh giới bước vào đến hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, thân dung thiên đạo mà thôi. Như vậy đột phá tu vi, tại tứ đại thiên giới người khác nhìn lại, đã là điên cuồng, thế nhưng ở chỗ này, lại chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao, Tần Trần thu nhận Hy Đa La vị này đỉnh phong nhân tôn bản nguyên, phóng xuất ra tôn giả khí tức, lại thêm thiên hồn cấm thuật linh hồn cảm ngộ, cùng với tôn giả thánh mạch, thậm chí đang tu luyện trước đều cho mỗi dưới người phát thiên đạo thần đang các loại bảo vật, bình thường một số cao thủ, đều có thể trở nên đột phá. Bất quá, tuy là không có thể bước vào cảnh giới cao hơn, nhưng Tần Dĩnh đám người, căn cơ cũng vô cùng vững chắc, chỉ cần củng cố lần này tu luyện thành công đem đến từ không sai sẽ có càng cao phát triển mà ở tầng trần đám người đang ở xa vào tu luyện hồi cuối thời điểm vấn hàng thiên bên ngoài ầm ầm nhất đạo nguy nga thân hình vừa sải bước đến nhanh chóng đi vào đến vấn hàng thiên trong nơi này chính là vấn hàng thiên cũng không biết trần đế cách như thế nào không ngờ diệu diệt phủ lại đã bị người hủy diệt đến tột cùng là ai đã vậy còn quá nhanh dám ở bản tôn trước mặt, thực sự là đáng hận. Này một đạo thân ảnh, nơi mi tâm có hỏa diệm sơn hình văn lộ, quát ra thông thiên khí tức, đúng là cấp tốc chạy tới đại vũ thần sơn tôn giả cao thủ. Di, này vấn hàng thiên trong giường như không việc gì, chẳng lẽ người nọ còn chưa kịp động thủ. Thấy hoàn hảo vô khuyết vấn hàng thiên, này tôn giả trong lòng cao thủ tức khắc vui vẻ. Đi quảng hàng phủ hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp đi tới quảng hàng phủ. Quảng hàng phủ trong. Cửu mệnh yêu tôn chính huyền phù chân trời, bỗng dưng ngẩng đầu, con ngươi màu vàng trong, nở rộ đáng sợ thần hồng. Chủ nhân, có người tới. Cửu mệnh yêu tôn trầm giọng nói ra. Đại vũ thần sơn phái ra tôn giả, lần này thực lực cũng rất mạnh, ngự trị tại lúc trước cửu vũ tôn giả trên. Sở dĩ, hắn vừa tiến vào vấn hàng thiên liền bị cửu mệnh yêu tôn phát hiện ngô không nóng nảy tần trần tiểu tử bọn họ tu luyện vậy cũng nhanh kết thúc đại hắc miêu hít mắt nói ra nằm cửu mệnh yêu tôn trước người lười biến xoay người vối lên mềm mại trắng nõn da thịt thích ý cực giao trì thánh địa trong tần trần đám người tu luyện cũng đã đến sau cùng sơ sơ cả một cái tôn giả thánh mạch bị tần trần đoàn người luyện hóa trở thành thân thể bọn họ trong lực lượng lần này đột phá đối thanh khâu tử y như vậy nửa bước tôn giả mà nói thật công hiệu cũng không coi là quá lớn thanh khâu tử y các nàng đã là đỉnh phong nửa bước tôn giả không có khả năng dựa vào cái này liền bước vào đến tôn giả cảnh giới chỉ là bộc phát củng cố bản thân tu vi ngược lại là triệu linh sang đám người trong cơ thể ngưng kết đầy đủ tôn giả chi lực tuy là chưa chắc có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá lại có thể làm cho các nàng tương lai đường đi càng thêm dễ dàn cùng kiên cố ầm vô tận tôn giả thánh mạch sôi trào tại tầng trần đám người điên cuồng thôn vệ phía dưới cái này tôn giả thánh mạch càng ngày càng ít càng ngày càng ít cuối cùng thoáng cái tiêu tán tiêu tán ở trong không khí vô tận sôi trào tôn giả thánh khí cũng triệt để tiêu tán trần u thiên tuyết cùng cơ như nguyệt mở mắt ưng một tiếng sắc mặt hai người ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn tần trần. Giao trì thánh địa trong, sóng gợn lăng tăng, mặt nước lên xuống, tuyệt mỹ khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, như chim sa cá lặng. Trải qua phen này, hai người trên mặt đều hiện ra đến vô tận ngượng ngùng. Tần trần mở mắt, nhìn hai cổ tuyệt mỹ thân thể, mang theo vẻ tán thưởng, thực sự là hoàng mỹ thân hình A, vừa mới diệt xuống trừ hỏa, vừa nhanh mọc lên. Ngươi, nhắm mắt lại. Cơ như nguyệt sắc mặt ửng đỏ, giái tai đều đỏ chói, xấu hổ và giận dữ nói ra. Hắc hắc, trước làm đều làm, sợ cái gì? Tần Trần cười hắc hắc nói. Ngươi! Chán ghét, nhắm mắt lại. Cơ như nguyệt càng thêm ngượng ngùng, ánh mắt mập mờ, mù mịt sương mù. Được, tốt, ta nhắm mắt lại còn không được à? Tần Trần cười nói. Chỉ là, hắn mới vừa nhắm mắt lại, liền cảm thụ được một nóng bỏng cơ thể, nhanh chóng bò lên trên, ôm nhuyễn tơ lụa cảm giác, để cho Tần Trần có một ít cánh không được. Ngươi! Tần Trần mở mắt, lại phát hiện cơ như Nguyệt đã bò ở trên người hắn, không đợi Tần Trần mở miệng, thoáng cái hôn lên Tần Trần, cơ thể dán Tần Trần. Mang theo mùi thơm nhỏ lưỡi cũng tiến vào Tần Trần trong miệng ngây ngô du động. Ngô Tần Trần bị trọng trọng ổn định, con ngươi trừng tròn xoe. Chuyện này, cũng quá chủ đưa đi. Hừ, ngươi và thiên tuyết cũng đã có da thịt gần gũi, ta cũng là lão bà ngươi, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cơ như Nguyệt biểu môi nói. Nàng ấy hoàng mỹ thân thể bại lộ ở trong không khí, trắng loãng màu sắc cũng như tinh mỹ nhất đồ sứ, da thịt vô cùng mịn màng, bằng phẳng bụng dưới không có nửa điểm sẹo lồi, thon dài đùi đẹp vô ý thức lộ ra ở trước mặt hắn, một tay ngăn che tối da thịt trắng như tuyết, hơi có chút dục cự hoàng nên thẹn thùng. Cơ như nguyệt cần cổ hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, tinh xảo vành tai cũng là một mảnh đỏ thẫm, một đôi mắt đẹp cũng như bị giảo loạn đàm thủy, hô hấp dồn dập. Đây rõ ràng là muốn ở nơi này giao trì thánh địa trong đến một trận thực chiến. Tần Trần, các ngươi kết thúc tu luyện sao? Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến nhất đạo thăm dò tiếng tôn giả thánh mạch tiêu tán ở đây áp chế tự nhiên biến mất triệu linh sang cùng tử huân cũng dần dần đi tới a à. đột nhiên nhìn đến đây cảnh tượng hai người kinh hô một tiếng mặt biến sắc phải ửng đỏ tức khắc không thể động đậy cả người nóng bỏng không thôi trời ạ à, các nàng thấy cái gì a à? quá ngượng ngùng Tần Trần cùng cơ như Nguyệt dĩ nhiên tại trường hợp này Bạch Nhật tuyên dâm, thực sự là. Chẳng lẽ thì không thể nhẫn lại một chút sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết quản hàng cung chủ các nàng cũng ở đây giao trì thánh địa sao? Hiện tại cũng không có tôn giả thánh mạch ở chỗ này, cung chủ các nàng thần thức thế nhưng đơn giản thì có khả năng quét tới. Bất quá! Cung chủ đại nhân nên chẳng lẽ tùy ý đem thần thức lan tràn tới chứ? hai người chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đi cũng không được tới gần cũng không được mấy cái này gian phu dâm phụ quá phận coi ta không tồn tại sao cách đó không xa mộ dung băng vân thần thức rốt cục có cơ hội quét tới thấy tần trần mình trần lấy thân thể cùng cơ như nguyệt ôm nhau tức khắc tức đến phát điên này một đôi cậu nam nữ quá phận quá phận mộ dung băng vân tức đến đều nhanh nói năng lộn xộn khái khái tần trần cũng cảm thấy xấu hổ không gì sánh được hắn thật không nghĩ cùng cơ như nguyệt ở chỗ này đến như vậy một trận là cơ như nguyệt quá mức chủ động với lại tần trần còn cảm giác được lúc này có vài nói thần thức quét tới ngô này nhất đạo là mộ dung băng vân này chẳng lẽ không biết không nên nhìn đồ đạc không thể nhìn sao trở về xem ta như thế nào giáo huấn nàng còn có này hai đạo là tình tuyết tư vân cùng tình tuyết tư lam đồ nhi này của ta ngay cả sư phụ cũng dám trình coi không đúng đạo này thần thức là quản hàng cung chủ cung chủ đại nhân ngài thế nhưng quản hàng cung cung chủ a cũng như vậy già mà không đứng đắn dưới loại tình huống này cơ như nguyệt cũng ngượng ngùng không thôi vội vàng từ trên người tần trần trượt xuống lẻn vào trì thủy trong ngượng ngùng bất kham. tần trần vừa mới chuẩn bị nói cái gì đột nhiên Sắc mặt hắn chợt biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía giao trì thánh địa bên ngoài chân trời. Một cổ khí tức đáng sợ đang nhanh chóng đến. Có cường giả đến, chuẩn bị nên địch. Tần Trần khẽ quát một tiếng, sưu, thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng giao trì thánh địa bên ngoài phóng đi. Giao trì trong, quần áo không cách nào bám vào, Tần Trần chỉ có thể người trần truồng lướt qua giao trì thánh địa, tuy là quảng hàng cung chủ bọn người tại nhưng hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Đây là quản hàng cung chủ cùng cơ hồng trần đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dường như có người theo trước mặt hiện lên, mơ hồ thấy trắng bóng đồ đạc, tần trần cũng đã bay vút qua. Tần trần tiểu tử này. quản hàng cung chủ không nói gì, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên mặt hơi biến sắc, vội vàng ngẩng đầu, cũng cảm giác được không thích hợp, sưu sưu sưu, nhóm người này ào ào lên bờ, sau đó mặc vào quần áo, nhanh chóng đi tới giao trì thánh địa ở ngoài. ầm ầm, quảng hàng phủ cuồn cuộn trên bầu trời, một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, thiên địa liền phát ra ù ù nổ vang, thiên đạo dũng động, bạo phát đáng sợ sát cơ, muốn đem trấn áp. Loãng soạn, từng đạo kinh lôi rơi xuống, đánh vào trên người người này, nhưng không cách nào đem hắn diệt sát, này một đạo thân ảnh, đối mặt thiên đạo oanh kích, không hề sợ hãi, trong lúc giở tay nhấc chân, có thần văn nở rộ, kinh sợ thiên địa. Lại có tôn giả đến. Quảng hàng cung chủ đám người hít một hơi lãnh khí, ào ào ngưng mắt nhìn bầu trời, vị cao thủ này trên thân khí tức, so với trước khi Đa La, cũng không thua kém bao nhiêu, dễ nhận thấy cũng là một tên cao thủ tuyệt thế. Hả? Này quảng hàng cung, làm sao có mãnh liệt như vậy tôn giả khí tức? đại vũ thần sơn này một tên tôn giả mặt hơi biến sắc, thân hình thoát một cái, đang chuẩn bị tiến vào quảng hàng phủ trong, đột nhiên thì, quảng hàng phủ trong, từng đạo đáng sợ thần quan dâng lên, tạo thành một mảnh đáng sợ trận văn, ngăn cản ở trước mặt hắn. Tôn giả đại trận Người này ánh mắt trầm xuống, liền thấy một đạo thân ảnh từ phía dưới quảng hàng phủ trong phóng lên cao, đúng là hỗn độn độc tôn. Tại hạ hỗn độn độc tôn, không biết tiền bối hành động, tại sao tự tiện xông vào ta quản hàng phủ." Hỗn Độn Độc Tôn cung kính nói ra. Trong lòng Tê Dại, tại sao lại tới một cá nhân tôn đỉnh phong cao thủ, chủ nhân đến chọc bao nhiêu địch nhân? Hỗn Độn Độc Tôn, danh tự này dường như từng nghe nói qua, giống như là nam thiên giới một tên tôn giả, đúng, thần sơn phát tới tin tức trong, trước tiếng công gia các thế gia một cái tôn giả cao thủ liền tên là Hỗn Độn Độc Tôn dường như cùng vạn tộc tông người tại cùng nhau làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đại vũ thần sơn tôn giả ánh mắt nhăn lại đột nhiên thì trong ánh mắt nổ bắn ra vẻ kích động nghe nói này hỗn độn độc tôn tiếng công gia các thế gia tổ địa lúc bản thân bị trọng thương về sau bị vạn tộc tông tần trần cứu chẳng lẽ tần trần cũng ở đây nơi đây nghĩ tới đây đại vũ thần sơn tôn giả trong ánh mắt tức khắc dũng động vô tận hưng phấn ý ầm ầm. Hắn đại thủ lộ ra, lập tức hướng phía dưới quảng hàng phủ cầm bắt tới, trong thiên địa, một cái sơn nhạc nguy nga nổi lên, như là thái cổ thần sơn, nguy nga cao vút, che khuất bầu trời, loãng xoảng một tiếng, lại đem trước mắt đại trận xé rách một đạo, đồng thời, đại thủ mang theo đáng sợ thần sơn khí tức, chí cao phù văn lực lóe lên, muốn đem hỗn độn độc tôn cho một cử bắt. Hỗn độn độc tôn sắc mặt đại biến, hắn tuy là ỷ vào quảng hàng phủ đại trận, nhưng mà đối mặt một cái nhân tôn đỉnh phong cao thủ, vẫn là làm hắn vô cùng lo sợ. Ầm. Uhm. Trong thân thể hắn nở rộ hỗn độn khí tức, muốn ngăn cản đối phương đại vũ thần sơn tôn giả công kích, nhưng mà, đối phương đại thủ bực nào cường hãn, hắn đơn giản không có khả năng ngăn cản, trên thân bắp thịt có két rung động, cả người nổ vang ù ù. Nếu như không phải hắn có hỗn độn chi lực, phổ thông tôn giả sớm đã bị bắt giữ. Các hạ chắc là đại vũ thần sơn tôn giả chứ. Thật lớn tính cách, một lời không hợp, trực tiếp liền đối với ta quản hàng phủ động thủ, có đúng hay không cũng quá không đem thiên hạ cao thủ để vào mắt. Đúng lúc này, nhất đạo khanh khách cười khẽ tiếng vang lên, trong hư không, một người xinh đẹp thân ảnh xuất hiện, là cửu mệnh yêu tôn, nàng mang trên mặt cười khẽ, ánh mắt khẽ nhất, thủ trảo chém ra, cô thượng khí thế lưu chuyển thiên địa tức khắc động dung đôi vân cuồn cuộn muốn đánh xuống đại kiếp nạn đưa nàng xóa đi đại vũ thần sơn tôn giả hoảng sợ biến sắc đây tuyệt đối là đỉnh phong nhân tôn chi uy với lại đối phương trên thân yêu khí banh nhiễu dĩ nhiên là yêu tộc tôn giả kháo 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 Quảng hàng phủ lúc nào xuất hiện một cái đỉnh phong nhân tôn hơn nữa còn là yêu tộc tôn giả không được, chẳng lẽ này quản hàng phủ là tôn giả nơi sinh ra sao? có một cái hỗn độn độc tôn cũng không tính, lại còn xuất hiện một cái đỉnh cấp yêu tôn, lúc nào cùng yêu tộc dính líu quan hệ. hừ, đương nhiên, này đại vũ thần sơn tôn giả cũng không sợ, hắn đến từ đại vũ thần sơn, thân phận phi phàm, cũng không phải bình thường tán tu tôn giả, sau lưng cũng là có đại thế lực, lớn hậu trường. ầm. Uhm hắn mi tâm trên, nhất đạo đáng sợ hỏa diễm thần sơn hư ảnh hiện lên, ngập trời sơn ảnh nở rộ, cả người như là hóa thành một cái thần sơn, hướng về cửu mệnh yêu tôn đón đỡ đi. Thình thịt Hai đại nhân tôn đỉnh phong cao thủ đụng một cái, cửu mệnh yêu tôn nhàn nhạt mà cười, lặng yên lui về sau vài bước, trên thân khí tức thu lại, biến phải thập phần mị hoặc yêu dị. Đại vũ thần Sơn Tôn giả lại là dưới chân đằng 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 dưới đất liền lùi lại, mỗi lùi một bước thiên địa đều là đang trên rỉ, giống như muốn vô lực thừa nhận, sinh sinh sụp đổ, sau mấy bước, lúc này mới ngăn cản được. Thấy như vậy một màn, vừa mới lao ra giao trì thánh địa Tần trần bọn người đều liếu lưỡi, thần sắc kích động. Này mới tới đại vũ thần Sơn Tôn giả cư nhiên không địch lại cửu mệnh yêu tôn, cửu mệnh tiền bối quả nhiên cường hãn Đại vũ thần Sơn Tôn giả cũng là sắc mặt đại biến, hắn chậm sắc điệu, ánh mắt lạnh lùng nói, bản tôn là đại vũ thần Sơn Giác Sơn Tôn Giả, các hạ người nào? Tại hạ cửu mệnh yêu tôn, một cái không đáng giá nhắc tới yêu tộc tôn giả. Cửu mệnh yêu tôn khẽ cười nói, nhưng quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo, riêng là hắn đã triển lộ ra có lẽ thực lực sau. Cửu mệnh yêu tôn. Ngươi là Cửu vĩ miêu yêu nhất tộc. Giác sơn tôn giả ánh mắt trầm xuống, nghĩ đến cái gì, mặt hơi biến sắc, lạnh lùng nói. Dễ nhận thấy nghe nói qua cửu mệnh yêu tôn lai lịch. Ngô, các hạ lại nghe nói qua ta, bột bột bột, ta cửu mệnh nổi danh như vậy sao? Cửu mệnh yêu tôn khẽ cười nói. Sưu sưu sưu. Mà lúc này, tần trần người ào ào theo giao trì thánh địa bên trong bay lướt đi tới. Tiểu tử này. Quả nhiên là tần trần. Giác sơn tôn giả nhìn chầm chầm tần trần, thoáng cái đem tần trần theo sơn chủ cho bản thân trong hình ảnh nhận ra tần trần, tức khắc tâm trạng kích động, sơn chủ đại nhân cho hắn nhân vật là biết rõ ràng này tần trần lai lịch cùng tung tích, không ngờ hắn lại ở đây nhìn thấy tần trần, chỉ cần đem tần trần mang về, này có thể so với cái gì đều có thể đến hiệu quả. Nơi đây là ta đông thiên giới quảng hàng phủ chỗ, cửu mệnh yêu tôn ai cho ngươi quyền lợi chen tay vào ta nhân tộc một chuyện. Chẳng lẽ ngươi yêu tộc là muốn cùng ta nhân tộc là địch sao? Giác Sơn tôn giả hừ lạnh nói ra. Liền ngươi, cũng xứng đại biểu nhân tộc. Giác Sơn, ngươi có phải hay không quá cho trên mặt mình thiếp vàng? Cửu mệnh yêu tôn khẽ cười nói. Giác Sơn tôn giả sắc mặt tái xanh, khiếp mắt, lạnh giọng nói. Cửu mệnh, ngươi thật muốn cùng ta đại vũ thần Sơn là địch sao? Nơi nào đến ồn ào gia hỏa, còn không mau lăng một điểm một đạo hắc ảnh lóe lên đại hắc miêu xuất hiện tại cửu mệnh yêu tôn trên bờ vai xem thường nói ra chủ nhân cửu mệnh yêu tôn cung kính nói chủ nhân giác sơn tôn giả trong lòng giật mình hắn có thể chưa nghe nói qua cửu mệnh yêu tôn có chủ nhân gì chẳng lẽ là yêu tộc một một vị đại năng chỉ là trước mắt này hắc miêu làm sao chưa từng nghe nói qua hừ giả thần giả quỷ Giác Sơn Tôn giả trong mắt hơi hiếp, tuy là hắn không biết đại hắc miêu lai lịch, nhưng mà, hiện tại quảng hàng cung lại có hai đại tôn giả cao thủ tọa trấn, điều này làm cho hắn trong nháy mắt cảm thụ được không gì sánh được khó giải quyết. Nếu như cường công, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, tinh đồn cửu vĩ miêu tộc, có vài cái mạng, cực khó quấn. Chỉ là, đưa hắn cứ như vậy thối lui, tự nhiên cũng không được. Chẳng lẽ nói, trước đông thiên giới trong đại chiến, đúng là cửu mệnh yêu tôn cùng vị nào đối chiến. Ngay giác sơn tôn giả hiếp mắt, suy nghĩ như thế nào giải quyết thời điểm, đột nhiên, hắn mặt hơi biến sắc, chợt ngẩng đầu. ầm ầm Xa xa đông thiên giới bầu trời, từng đạo khí tức đáng sợ dâng lên, thiên đạo rung động, loãng xoảng rung động, từng đạo đáng sợ thân ảnh, dọc theo hư không thông đạo, liên tục ngang qua mà tới đây là từng tôn không gì sánh được cường hãn thân ảnh, mỗi cái tản ra khí tức đáng sợ, mỗi một vị đều là tôn giả cao thủ, đến từ thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực. Chư thiên tôn giả, đến vấn hàng thiên. Trong hư không, cả tòa vấn hàng thiên bầu trời đều dũng động rực rỡ khí tức, đây thật là quá kinh người, thiên giới chấn động, thiên đạo ù ù nổ vang. Toàn bộ đông thiên giới đều giống như sa vào mặt thế trong đồng dạng. Bởi vì, lần này số lượng tiến nhập quá nhiều tôn giả, đưa tới đông thiên giới thiên đạo đều có chút không chịu nổi, thiên đạo phát ra loãng soạn tiếng sấm, rất nhiều vết nứt hiện lên, giống như là muốn vỡ vụn. ầm ầm Vô tận khí tức trấn áp xuống, quảng hàng phủ tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, trái tim rầm, rầm 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 nhảy lên, bởi vì, những thứ này tôn giả khí tức, tuy là vẫn còn ở xa xa, tuy nhiên cũng ngang qua hư không tới, muốn đến quảng hàng phủ, trong lúc mơ hồ có thể thấy một cái tôn thân ảnh ở trên hư không trường hà trong xuyên qua hơi thở này quá dọa người liền đông thiên giới thiên đạo đều không chịu nổi tần trần cùng cơ vô tuyết bọn người còn tốt nhưng giống như lão gia tử tần bá thiên đám người cũng còn chỉ là phổ thông thiên thánh làm sao có thể ngăn cản từng cái sắc mặt trắng bệch trong lòng kiên kỵ hả giác sơn tôn giả khí sắc cũng thay đổi hắn nhìn chầm chầm tầng trần, quanh thân hình thoát một cái, tay phải nhấc một cái, tức khắc trước người quy tắc ngưng kết, hóa thành một mảnh núi cao nguy nga, thần sơn đại đạo chấn động, che đậy cả tòa quản hàng phủ. làm càng cửu mệnh yêu tôn hừ lạnh, này giác sơn tôn giả thực sự là to gan lớn mật ở trước mặt mình, lại vẫn muốn đối tầng trần động thủ, thật là không biết nói cái gì cho phải, thật coi bản thân không còn cách nào khác sao? quanh nàng xuất thủ, mấy đạo đen kịch lợi trảo vết trạng hiện lên hư không, lóe lên đáng sợ lộng lẫy, sư một tiếng, liền đánh vào giác sơn tôn giả thi triển ra nguy nga thái cổ thần sơn trên, thần sơn phía trên, thần văn nở rộ, hiển nhiên là đại vũ thần sơn. Một loại bí thuật, nguy nga cổ xưa thần sơn phía trên, trừ có quy tắc ngưng kết, còn có từng đạo đáng sợ phù văn lóe lên, ngăn cản cửu mệnh yêu tôn công kích. Nhưng mà, giác sơn tôn giả thần sơn công kích cũng không cách nào hạ xuống, bị ngăn chặn ở giữa không trung, ù ù nổ vang, đánh tán hư không. Tại bổn yêu tôn trước mặt, giác sơn tôn giả ngươi mơ tưởng động bất luận kẻ nào. Thật sao? Giác sơn tôn giả cười lạnh một tiếng. Quanh, hắc sắc núi cao trong, một đầu mảnh hổ gầm thét, lớn như ngọn núi, ngưng kết thành quy tắc hư ảnh, hướng về phía tầng trần tấn công tới, chấn động cửu thiên, trực tiếp xuyên thấu cửu mệnh yêu tôn công kích. Cửu mệnh yêu tôn biến sắc, không nghĩ tới giác sơn tôn giả thần thông còn có một cái như vậy hiệu quả, lại có thể diễn hóa thứ cấp thần thông, để cho nàng nhất thời đều không còn có thể tới được đến phát hiện, lần này cấp thần thông, mặc dù không như này thái cổ thần sơn vậy nguy nga đáng sợ, nhưng cũng là tôn giả cấp bậc, một khi đánh trúng tầng trần, nhất định nguy hiểm. Chú ý! cửu mệnh yêu tôn quát khẽ quay người sẽ ngăn trở nhưng giác sơn tôn giả cười lạnh một tiếng đã sớm kịp chuẩn bị ong 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 trong thân thể hắn trọng trọng ba văn tràng ngập ra diễn hóa làm từng cái sơn phong hư ảnh hướng cửu mệnh yêu tôn ù ù nghiền ép mà đi không cho cửu mệnh tôn người mảy may cơ hội xuất thủ cửu mệnh tiền bối không cần lo nghĩ tần trần trong tay phút chốc xuất hiện thần bí kiếm kỹ vù vù kiếm gỉ trên nở rộ thần hồng, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, thông thiên kiếm các đáng sợ cực kiếm đạo ý cảnh dung hợp vào trong thân thể hắn, sau đó hướng về phía mảnh hổ kia nhất kiếm hung hãn chém giết đi. Ha ha, tiểu tử này thực sự là tự tìm chết. Giác sơn tôn giả vốn đang lo lắng hỗn độn độc tôn xuất thủ ngăn trở, sở dĩ liên tục nhìn thẳng lấy hỗn độn độc tôn, bây giờ thấy tần trần bản thân lại muốn đối kháng bản thân thần thông công kích, trong lòng tức khắc mừng như điên, lấy tần trần thực lực, làm sao có thể ngăn cản. Đơn giản liền. Bị có thể bị bản thân thần thông thôn vệ, nắm bắt, đến thời điểm, coi như là hắn tôn giả ào ào đến, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Đại vũ thần Sơn, đây chính là thiên giới đỉnh cấp thế lực một trong, ở nơi này nhiều nhất tiến vào nhân tôn đỉnh phong cấp bậc đông thiên giới, giác Sơn tôn giả không sợ bất luận kẻ nào nhưng mà sau một khắc, giác sơn tôn giả biến sắc, tần trần vung chém ra kiếm khí, chặt đứt thiên khung, đem đầu kia mảnh hổ hư ảnh trong nháy mắt xé rách đến, tiêu tan thành mây khói. Điều này sao có thể? Giác sơn tôn giả trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn một màn này, hắn mảnh hổ này hư ảnh mặc dù chỉ là thứ cấp thần thông, nhưng là không phải chuyện đùa, bình thường tôn giả cũng chưa chắc có thể đơn giản ngăn cản một chiêu này, cũng bị đánh lui, thậm chí thụ thương, nhưng trước mắt này, Tần Trần rõ ràng chỉ là một cái nửa bước tôn giả. Ân, không đúng, trên người người này khí tức sao tích cổ quái như vậy. Giác Sơn tôn giả nhìn chầm chầm Tần Trần, Tần Trần trên thân tu vi, rõ ràng chỉ là nửa bước tôn giả mà thôi, có thể cho người ta cảm giác như là một tên chân chính tôn giả một dạng, trên thân lưu chuyển tôn giả khí, loại cảm giác này rất cổ quái, trên đời này lại có như vậy quái nhân rõ ràng chỉ là nửa bước tôn giả, lại có thể chân chính nắm giữ tôn giả chi lực. quả nhiên phi phàm, khó trách sơn chủ đại nhân như vậy chú ý. giác sơn tôn giả trong lòng nghiêm nghị, lập tức lại ra tay nữa. hắn đại thủ lộ ra, lúc này đưa tay duỗi một cái, hướng về tần trần nắm tới. quanh, lần này hắn thôi động bản thân toàn bộ lực lượng, muốn bắt tần trần. đùng, chỉ là tay hắn còn không có bắt được cửu mệnh yêu tôn lần này đã sớm kịp chuẩn bị hiện lên hắc sắc khí tức hủy diệt lợi trảo lộ ra hướng về phía hắn trọng trọng vung tới đem hắn thi triển ra tôn giả khí trong nháy mắt xé rách ầm ầm đáng sợ nổ vang tại quảng hàng phủ bầu trời điên cuồng quanh quẩn ha 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 này quảng hàng phủ thật là náo nhiệt a à. ngay vào lúc này nhất đạo tiếng cười to vang lên một người đàn ông đột nhiên ngang qua hư không xuất hiện quanh thân bỗng chốc có tứ thải hào quang xoay quanh Loãng xoảng loãng xoảng thiên đạo lực lượng oanh kích ở trên người hắn muốn đem hắn cho trục xuất lại là một tên tôn giả tứ thải hào quang diệu động xoay quanh quanh thân như là bị vô tận quy tắc thủ hộ điểm cuối cường đại giác sơn tôn giả lộ ra vẻ ngưng trọng dù cho hắn đến từ đại vũ thần sơn cũng không dám chút nào xem thường đối phương bởi vì đối phương dễ nhận thấy cũng lai lịch không nhỏ mà có thể thành tựu tôn giả vị lại có không người nào là hạng người kinh tài tuyệt diễm thiên phong tôn giả tốc độ ngươi cư nhiên sau bản tôn còn nhanh hơn làm sao bế quan mấy năm nay có chút đột phá không đợi giác sơn tôn giả bọn họ mở miệng lại là nhất đạo ù ù tiếng cười to vang lên hư không thoáng cái xé rách một cái cả người nở rộ không gian khí tức quanh nhiễu hào quang ống ánh lão giả đi tới hắn vừa xuất hiện, bốn phía hư không đều sụp xuống, thu hẹp, tại hắn chung quanh tạo thành một phương đặc biệt lĩnh vực, đặc biệt là, này một phương lĩnh vực trong, ngay cả thiên đạo lực lượng đều không cách nào rót vào, chỉ là ở bên ngoài loãng xoảng loãng xoảng nổ vang. Động không tôn giả Đi trước đến thiên phong tôn giả hiếp mắt nói ra, dễ nhận thấy cùng về sau tôn giả hết sức quen thuộc. Lão phu hư thần điện độn không, vị này chính là Động Không Tôn giả đến sau, ánh mắt rơi vào Giác Sơn Tôn giả trên thân. Đại Vũ Thần Sơn Giác Sơn. Giác Sơn Tôn giả trầm giọng nói, hư thần điện, đây cũng là thiên giới một cái đỉnh đỉnh nổi danh đại thế lực, không sao bọn họ Đại Vũ Thần Sơn nhỏ hơn bao nhiêu. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Giác Sơn Tôn giả, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Động Không Tôn giả cười chắp tay nói. Khách khí Giác Sơn Tôn Giả cũng gật đầu nói, đối phương đến từ hư thần điện, cũng không thể khinh thường. Này một vị chẳng lẽ chính là tại Nam Thiên Giới nổi danh, từng bị ma tộc ma thi lão tổ truy sát nhân tộc trẻ tuổi tuấn tài Tần Trần. Động không Tôn Giả nhìn Tần Trần, nghe nói các hạ chính là ta nhân tộc tài kiệt, không bằng đi ta hư thần điện một lần. Động không Tôn Giả, ngươi đúng như dự tính cũng quá tốt, Tần Trần, ta là côn bằng cốc thiên phong Tôn Giả ta côn bằng cốc đối các hạ ngược lại có một ít hứng thú, không bằng tới ta côn bằng cốc một chuyến như thế nào. Thiên phong tôn giả cũng cười nói, tiếng cười ù ù, vô tận quy tắc tại quanh thân hắn dương động, đúng như giống ngày tận thế. Hừ! Giác sơn tôn giả ánh mắt băng lãnh, hai người này lại trực tiếp ở trước mặt mình mời chào tần trần, chẳng lẽ muốn cùng hắn đại vũ thần sơn đối nghịch, vẫn là... Biết được một cái gì? Hai vị, thứ cho khó tòng mệnh, tại hạ ở nơi này đông thiên giới qua thật tốt, cũng không muốn đi địa phương khác. Tần Trần lớn tiếng nói, cái gì hư thần điện, cung bằng cốc, hắn đều chưa nghe nói qua, ai biết những gia hỏa này xem là cái gì. Thành thật là mời bản thân sao? Có lẽ chưa chắc. Ha hả, cái này cũng không do ngươi. Động không tôn giả cười nói, chỉ là trong tươi cười, mang theo nồng nặc ý cảnh cáo hai vị hư thần điện cùng côn bằng cốc cũng là thiên giới đại thế lực ép buộc một cái vãn bối chưa phát giác ra quá phận sao cửu mệnh yêu tôn lạnh giọng nói cửu mệnh yêu tôn ngươi một cái yêu tộc tôn giả như thế nào chen tay vào ta nhân tộc sự tình động không tôn giả cười lạnh nói cửu mệnh yêu tôn ta không biết ngươi cùng này tần trần có gì nguồn gốc nhưng ngươi là yêu tộc tôn giả cùng người này sẽ không có quan hệ gì mới phải Thiên phong tôn giả cười nói, nhìn tần trần, sở dĩ, xin thỉnh cửu mệnh yêu tôn đừng có lại chen tay vào chuyện này, đem người này giao cho chúng ta. Cửu mệnh yêu tôn lắc đầu, cái này thứ cho khó tòng mệnh. Cửu mệnh yêu tôn, ngươi đây là đang khó xử chúng ta à? Thiên phong tôn giả thở dài, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, bất quá ngươi chưa phát giác ra tại ta nhân tộc cương vực, cùng ta nhân tộc rất nhiều tôn giả là địch, là vì không khôn ngoan sao? ha hả. Cửu mệnh yêu tôn cười một tiếng, nàng quả thực kiên kỵ thực lực đối phương, cũng quả thực không muốn cùng tam đại tôn giả là địch, thật là muốn nhất chiến nói, nàng cũng nửa điểm không có kinh sợ. Vậy cũng chỉ có đánh rồi mới biết. Thiên phong tôn giả nói ra. Lãnh giáo một chút. Cửu mệnh yêu tôn ngạo nghệ nói ra. Nàng tuyệt không dám xem thường đối phương, lại đối với thực lực mình tràn ngập lòng tin, huống chi còn có chủ nhân ở chỗ này, mặc dù là đối chiến tam đại tôn giả thì như thế nào, nàng không hãi sợ. Ha ha ha, để cho ta cũng chen vào một chân. ầm um, ầm um. Một tiếng trong lúc cười khẽ, chỉ thấy lại là một người đàn ông đạp thiên tới, hắn rõ ràng không cao to lắm, có thể thương thiên đều tựa như phủ phục tại hắn dưới chân, có thụy hà vạn trượng, tứ thải chi quan tại hắn quanh người xoay quanh lại là một tên tôn giả cao thủ. Thấy cửu mệnh yêu tôn nhìn mình, vị này tôn giả lộ ra một nụ cười ấm áp, tiên thần giáo, thiên phương tôn giả. Ha ha, thiên phương huynh, các ngươi đều đến thật nhanh, làm sao, chẳng lẽ muốn dám ở chúng ta trước, lấy được trước chỗ tốt. Ầm. Um. Nhất đạo kinh thiên nộ hống vang vọng, chân trời xuất hiện một mảnh tráng đỏ, sau đó liền thấy này phiến hỏa lấy tốc độ kinh người bay tới sau đó tầng mây tán đi, lộ ra một người vóc dáng đồ sộ hòa thượng tới. Hắn trên người trần, ngực có một chuỗi Phật châu, mơ hồ có đại đạo chi quan lưu chuyển, tản mát ra bức nhân áp lực. Đại lôi âm tự, thích vô danh. Hòa thượng này nói ra, thanh âm ùng ùng như lôi động, chỉ một lúc quá nhiều quảng hàng phủ cao thủ bị chấn động đến mức đầu ván mắt hoa. Tôn giả chi uy, kinh thiên động địa, một cái ý niệm là có thể đem trong hư không tinh thần cho rung động mà rơi xuống. Đồng thời, theo thiên phương tôn giả cùng thích vô danh đến, xa xa hư không thông đạo, liên tục xé rách. Rầm rầm rầm. Từng tôn cao thủ, xuyên qua vấn hàng thiên hư không, ào ào đến. Loãng xoảng loãng xoảng. Thiên đạo toát ra từng đạo kinh lôi, muốn đem thiên địa đều cho xé rách, cả đông thiên giới đều ù ù tiếng rung, dường như muốn hủy diệt tứ đại thiên giới tu phục sau tuy là có thể dung nạp nhân tôn đỉnh phong cao thủ nhưng mà lúc này xuất hiện tôn giả số lượng quá nhiều bọn họ không kiên nể gì cả tản ra bản thân khí tức trấn áp đông thiên giới lực lượng đều nổ vang trung không ngừng cửu mệnh yêu tôn con mắt không khỏi hơi hơi căng thẳng cuối cùng lộ ra vẻ kiên kỵ tôn giả quá khó thành tựu có thể có thể trở thành tôn giả không người nào là đỉnh cấp trong cao thủ nếu như đối mặt một cái hai cái, nàng còn có đầy đủ lòng tin, thế nhưng thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy tôn giả, để cho nàng trong lòng cũng là trầm xuống. Quảng hàng phủ mọi người cũng đều hoảng sợ không thôi, lúc này, rất nhiều tôn giả đến quảng hàng phủ, khí tức đáng sợ bao phủ, làm cho toàn bộ quảng hàng phủ đều ù ù nổ vang, trung lẫy bẫy, bọn họ chỉ là đứng ngạo nghễ trong hư không này, bộc phát ra khí tức, liền kinh sợ vũ trụ vạn cổ làm cho cả tòa quản hàng phủ đều có loại tại chỗ băng diệt cảm giác tổ gia gia làm sao bây giờ cơ như nguyệt khẩn trương đứng ở cơ vô tuyết bên cạnh thần sắc kinh sợ nàng làm sao không thể đoán được lại có nhiều như vậy tôn giả đến quản hàng phủ hỗn độn độc tôn cũng sợ hãi không thôi những thứ này đều là thiên giới trong rất nhiều đỉnh cấp thế lực tôn giả liền hắn cũng muốn kiên kỵ tâm trạng câu chiến chư vị chẳng lẽ đều là này tần trần tới? Có người cười to nói. Ánh mắt mọi người ào ào rơi vào tầng trần trên thân. Người này chính là theo kiếm trũng chi địa giết ra, tinh đồn được đến thông thiên kiếm các truyền thừa. Tin đồn người này từng bị ma tộc người truy sát, đồng thời cùng rất nhiều cao thủ cùng nhau tiến vào tán kiếm thâm uyên, cuối cùng liền diệt tinh tôn giả, cửu vũ tôn giả bọn người chưa theo kiếm trũng chi địa đi ra, hắn vẫn sống lấy đi ra trước đông thiên giới có tôn giả đại chiến có lẽ cùng người này không thoát liên hệ trên người người này tất có đại bí mật nhất định mang về ngươi sợ là không biết ta đợi đến đến từ lúc đại vũ thần sơn giác sơn tôn giả đang muốn bắt người này từng đạo nói chuyện tiếng ào ào vang lên vô số ánh mắt rơi vào tầng trần trên thân lóe lên yếu ớt sắc bén có thể trở thành tôn giả nhân vật cái nào đơn giản bọn họ chuyến này mặc dù là đến đông thiên giới điều tra trước tôn giả đại chiến nhưng mà đến sau thấy cảnh tượng này tất cả đều hiểu được chuyện này then chốt có lẽ chính là ở trước mắt này tầng trần trên thân người này nhất định có đại bí mật bởi vì bọn họ đến đông thiên giới sau đã có chỗ tìm hiểu được đến một cái tin tức kinh người trước tại đông thiên giới chém giết tôn giả trong có thể là tinh thần cung hy đa la tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn đều là từng cùng người này cùng nhau đã tiến vào kiếm trũng chi địa đỉnh cấp thế lực hôm nay người này theo kiếm trũng chi địa sau khi đi ra tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn đều từng sai phái cao thủ đến đây nếu như trong không có gì mờ ám đánh chết bọn họ cũng không tin bởi vậy bọn họ đều nhìn thẳng tần trần biết được người này là then chốt cửu mệnh yêu tôn ngươi là yêu tộc tôn giả không nên dính vào ta nhân tộc tranh cãi chúng ta chỉ cần người này mau mau thối lui bằng không người cửu mệnh yêu tôn không gánh nổi thiên phong tôn giả chỉ vào tầng trần nói ra nếu như cửu mệnh yêu tôn không đồng ý nói vậy cũng chỉ có sử dụng bạo lực bất quá chỉ bằng cửu mệnh một người có lẽ không thể cứu vãn cửu mệnh yêu tôn biến sắc nhiều như vậy tôn giả nàng làm sao còn ngăn cản cửu mệnh yêu tôn như thế nào động không tôn giả lớn tiếng nói mỗi một chữ đều là hóa thành đạo phù hắn quá cường đại nói ra như pháp có thể trấn thiên hạ thiên đạo đều bị gạt ra ngoài kịch liệt rung động thanh thế như vậy thực sự là quá kinh người để cho người ta tuyệt vọng chư vị đều là ta tới tần trần tất bước ra lạnh lùng nói ra đối mặt nhiều như vậy tôn giả ánh mắt lạnh lùng không hề sợ hãi nếu như chỉ là một hai cái hắn có lẽ còn có thể ngăn cản nhưng nhiều như vậy tôn giả hắn biết mình cường thịnh trở lại cũng không khả năng ngăn cản được thậm chí còn muốn dính dáng như nguyệt đám người không sai thiên phong tôn giả lớn tiếng nói có thể bản thiếu chỉ là một người các ngươi nhiều như vậy tôn giả muốn cho bản thiếu đi theo cái nào trở về đây tần trần cười lạnh nói chuyện này tất cả mọi người mắt nhìn mắt xác định ở đây tôn giả quá nhiều tùy ý cái nào mang đi tần trần đều không thích hợp không bằng ta ra một chủ ý các ngươi chém giết một phen ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng ta liền đi với người đó như thế nào tần trần nhàn nhạt nói ha 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 tiểu tử này lại muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau nho nhỏ này kích tướng thuật ngươi cảm thấy chúng ta có thể trúng sao thiên phong tôn giả cười nhạt bất kể như thế nào bắt trước hắn lại nói. ầm ầm Động không tôn giả xuất thủ, hắn đại thủ lộ ra, giống như là xuyên qua hư không một dạng, trong nháy mắt sẽ đến tầng trần trước mặt. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hiện lên, xuất hiện tại tầng trần trước mặt, ngăn cản một kích này, là cửu mệnh yêu tôn. ầm Đáng sợ trùng kích cuồn cuộn cả tòa quản hàng phủ đều kịch liệt chấn động, xa xa, quản hàng phủ một khu vực trong nháy mắt nổ tung, Hóa thành hư vô, tử thương vô số. Cửu Mệnh Yêu Tôn, ngươi thật muốn cùng bọn ta là địch sao? Động Không Tôn giả lạnh giọng nói. Cửu Mệnh Yêu Tôn không nói lời nào, Tần Trần cũng là đi tới, ánh mắt lạnh như băng nói, các hạ là hư thần điện độn Không Tôn giả. Đúng vậy. Ngươi giết ta quản hàng phủ nhiều người như vậy, chưa phát giác ra quá mức tàn nhẫn quá phận sao? Tần Trần tức giận nói. Những này nhân tộc đỉnh cấp thế lực, quá phận, căn bản không đem quản hàng phủ dân chúng tính mệnh để vào mắt, một kích phía dưới, ít nhất có 10 vạn dân chúng chết bởi lan đến. Ha ha ha, quá phận. Bất quá là chết đi một ít loài dung dế a. Động Không Tôn giả nói ra, ánh mắt cao cao tại thượng, căn bản không đem quản hàng phủ chết đi dân chúng để ở trong lòng. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi tại sao có thể ở này tứ đại thiên giới an tâm sống qua ngày, thật tốt sinh hoạt. Tất cả đều là bởi vì ta cùng thiên giới đỉnh cấp thế lực ở tiền tuyến vạn tộc chiến trường, thay các ngươi ngăn cản ma tộc xâm lớn mà thôi. Bằng không, tứ đại thiên giới đã sớm thất thủ. Nơi nào còn có các ngươi chỗ? Tàn nhẫn, hừ, thiên giới đều là chúng ta thủ hộ. Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, tự nhiên có sinh sát đoạt tại quyền hành động không tôn giả ngạo nghệ nói ra. Hắn như thế mở lời, chung quanh dư tôn giả đều không nói lời nào cùng biểu tình, dễ nhận thấy đều nhận thức hắn nói, ở tại bọn hắn những thứ này tôn giả trong mắt, tứ đại thiên giới, chỉ là bọn hắn nhân tộc hậu hoa viên, sinh tồn đều là một ít cực thấp kém loài dung dế thôi, nếu không phải bọn họ ít lợi, tứ đại thiên giới đã sớm thất thủ, nơi nào còn có bọn họ ở chỗ này sinh tồn. Tần trần trong lòng lạnh lẽo, không ngờ nhân tộc đỉnh cấp thế lực trong lại có như vậy một loại lý niệm, đưa hắn trái tim băng giá. Được, hãy bớt sàm ngôn đi, đến đây đi, yên tâm, ta hư thần điện nhóm thế lực cũng là vì nhân tộc suy nghĩ, không có đối với ngươi như thế nào, chỉ là có một sự tình muốn hiểu rõ, mang về thăm dò một phen mà thôi. Động Không Tôn giả nói như vậy lấy, lại ra tay nữa, ánh mắt nhìn chầm chằm tầng trần, cầm bắt mà tới. Ầm. Um, vô tận khí tức sôi trào quy tắc dương động khắp nơi đều thấy ù ù nổ vang chấn triệt cửu mệnh yêu tôn ánh mắt phát lạnh sẽ động thủ nhưng mà thiên phong tôn giả động bá xuất hiện tại cửu mệnh yêu tôn bên cạnh tức khắc vô tận phong hệ quy tắc quanh nhiễu tới bá 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 dương động khởi một phương phong hệ kết giới muốn trói buộc cửu mệnh yêu tôn thiên phong tôn giả trong bàn tay vô tận phong hệ lực lượng quán trú ngưng tụ đến tạo thành lồng giam. Cùng lúc đó, thiên phương tôn giả, thích vô danh nhóm cao thủ, cũng nhảy tới trước một bước, tới gần nơi đây, ngăn trở hỗn độn độc tôn xuất thủ. Ngược lại thì giác sơn tôn giả trong lòng cười nhạt, đứng ở một bên, không có động thủ, bởi vì hắn biết, tầng trần chỉ có một, hắn tôn giả tuy là nhìn, thế nhưng tuyệt đối không thể nhìn độn không tôn giả đem tầng trần mang đi, trước hết để cho bọn họ giải quyết cửu mệnh yêu tôn lại nói ầm động không tôn giả thôi động vô tận không gian quy tắc tức khắc tần trần cảm giác mình như là sa vào vô tận trong vũng bùn cả người đều động đạn không nổi đến bốn phía không gian chi lực điên cuồng trói buộc tới thậm chí đem thiên đạo lực lượng đều bài xích tạo thành động không tôn giả đặc biệt lĩnh vực chi địa không tốt trần u thiên tuyết bọn người là kinh hô thành tiếng sắc mặt đại biến bọn họ muốn xuất thủ nhưng mà hắn tôn giả trấn áp xuống quanh cho dù ở đây thái âm lưu ly chí tôn khí tức tạo thành nhất đạo tàn phá đại trận đều trực tiếp nổ tung những thứ này tôn giả số lượng quá nhiều nhất đạo không biết bao nhiêu vạn năm trước thái âm lưu ly chí tôn khí tức làm sao có thể ngăn cản huống chi đây là do ưu thiên tuyết kích hoạt như vậy khí tức phía dưới cho dù cơ vô tuyết đám người đều cảm giác được biệt khuất không cách nào ngăn cản này uy áp kinh khủng bởi vì những thứ này đều là thiên giới đỉnh cấp thế lực tôn giả quá mạnh tuyệt không phải bình thường trừ phi bọn họ đều đột phá đến tôn giả cảnh giới mới có lực đánh một trận mà bây giờ nhiều cao thủ như vậy trấn áp phía dưới bọn họ như thế nào hoạt động di cô gái nhỏ này trên thân khí tức phi phàm tự hồ là một loại viễn cổ truyền thừa lực a à, loại khí tức này bản chất thật đáng sợ chẳng lẽ là viễn cổ vị kia đỉnh cấp đại năng truyền nhân U Thiên Tuyết đám người muốn phản kháng, lập tức kinh động ở đây không ít tôn giả cao thủ, thích vô danh bọn người ào ào nhìn lại, lộ ra sắc mặt khác thường. Bất kể là U Thiên Tuyết, vẫn là cơ vô Tuyết đám người trên thân khí tức, đều cho bọn họ cảm thụ được một chút đặc thù, tâm trạng có một ít rung động, tuyệt không phải không vừa. Đồng thời, U Thiên Tuyết, cơ Như Nguyệt đám người tuyệt mỹ khí chất, cũng làm cho những thứ này tôn giả những cao thủ ào ào mắt sáng lên có một ít tâm động. Cần biết, bọn họ đều là tôn giả cao thủ, hoành hành vạn tộc chiến trường, coi như là nhân tộc cao cấp nhất người nổi bật, gặp qua mỹ nữ rất nhiều, nhưng mà lúc này nhìn thấy U Thiên Tuyết cùng cơ như nguyệt đám người, y nguyên trong lòng khó nhịn kích động, bang bang nhảy lên. Trên sân không vẻn vẹn chỉ có U Thiên Tuyết mấy người, quản hàng cung chủ, cơ hồng trần, quý tư thanh, mộ dung băng vân, tình tuyết tỉ muội đám người, cũng đều có các vị đạo khí chất vô cùng cao minh để cho bọn họ tâm động video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nha